Chào các bạn, tôi lại tiếp tục đọc cái nội dung cuối cùng của cuốn sách này. Đó là cuốn sách Thiết kế một cuộc đời đáng sống. 9. Lựa chọn hạnh phúc. Việc thiết kế sự nghiệp và cuộc sống không chỉ đòi hỏi bạn khả năng đặt ra những lựa chọn và các phương án thay thế tích cực, mà nó còn đòi hỏi khả năng tìm thấy những lựa chọn tốt và sống với chúng một cách trọn vẹn, chấp nhận chúng và không hề phê phán bản thân. Bất luận bạn xuất phát từ đâu hay đang ở giai đoạn nào của cuộc đời và sự nghiệp, bạn nhận thấy hoàn cảnh của mình tuyệt vời hoặc kinh khủng thế nào, chúng tôi dám chắc rằng có một mục tiêu mà tất cả các bạn đều mong muốn đạt được trong cuộc sống, đó là hạnh phúc. Ai lại không muốn hạnh phúc? Chúng tôi muốn mình hạnh phúc và chúng tôi muốn mọi học viên của mình hạnh phúc. Chúng tôi muốn bạn hạnh phúc nữa. Trong việc thiết kế cuộc sống, được hạnh phúc có nghĩa là bạn lựa chọn hạnh phúc. Lựa chọn hạnh phúc không có nghĩa là bạn khua gót giày vào nhau 3 tháng một lần và ước mình sẽ đến được đến bến bờ hạnh phúc. Bí mật về hạnh phúc trong thiết kế cuộc sống không phải là đưa ra lựa chọn đúng mà là học cách giỏi lựa chọn. Bạn có thể làm tất cả mọi việc theo hướng dẫn thiết kế cuộc sống, nghĩ ra các ý tưởng, thử nghiệm và hành động. Tất cả chúng dẫn đến các thiết kế cuộc sống thú vị, nhưng việc này không đảm bảo rằng bạn sẽ hạnh phúc và có được những gì mình muốn. Có thể rốt cuộc bạn cũng hạnh phúc và đạt được điều mình mong muốn, nhưng cũng có thể không. Chúng tôi dùng có thể bởi việc được hạnh phúc và có được điều bạn muốn không tùy thuộc vào độ rủi ro của tương lai và những điều chưa rõ ràng, hoặc liệu bạn có lựa chọn phương án đúng hay không. Việc được hạnh phúc tùy thuộc vào cách bạn lựa chọn cuộc sống và lựa chọn của mình. Tất cả những nhiệm vụ khó khăn có thể trở nên dang dở khi bạn đưa ra lựa chọn họ tồi. Tuy nhiên, việc đưa ra lựa chọn sai lầm cũng không gây hậu quả nghiêm trọng bằng suy nghĩ sai lầm về chọn lựa của mình. Việc tuân thủ một quy trình lựa chọn thiết kế cuộc sống hiệu quả, lành mạnh, thông minh là yếu tố quyết định dẫn đến cuộc sống hạnh phúc. Có rất nhiều người đang lựa chọn theo cách bỏ qua hết những hiểu biết quan trọng nhất về bản thân. Điều đó ngăn cản hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Chuyện này diễn ra thường xuyên với các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cuộc sống của nhiều người chắc chắn sẽ có kết cục không hạnh phúc là do họ tiếp cận sai cách với giai đoạn thiết kế cuộc sống. Quan trọng nhất, lựa chọn. Niềm tin sai lệch. Để hạnh phúc, tôi phải đưa ra lựa chọn đúng. Tái định dạng nhận thức. Không có lựa chọn đúng, chỉ có người giỏi lựa chọn. Trong những tình huống khó khăn, việc lựa chọn gần như đảm bảo cho bạn có một kết cục hạnh phúc và đầy sinh lực, đưa bạn đến với nhiều lựa chọn khác để hướng về một tương lai tốt đẹp. Quá trình lựa chọn được thiết kế cuộc sống. Trong thiết kế cuộc sống, quá trình lựa chọn có 4 bước. Thứ nhất, bạn tập hợp và tạo ra một số lựa chọn, rồi bạn thu hẹp danh sách lại chỉ còn những lựa chọn hàng đầu. Sau đó bạn lựa chọn vào cuối và bước cuối cùng không kém phần quan trọng. Bạn suy nghĩ về lựa chọn đó, xem liệu bạn có làm đúng hay chưa. Trên hết, chúng tôi khuyến khích bạn dành thật nhiều giờ, nhiều ngày, tháng, thậm chí vài chục năm để suy ngẫm. Chúng tôi đùa đấy. Người ta có thể lãng phí nhiều năm trời để suy ngẫm về những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Tất nhiên, chúng tôi không muốn bạn làm điều đó, và đó cũng không phải là bước thứ tư trong quá trình lựa chọn. Mô hình thu thập và tạo ra, tiếp theo là thu hẹp, tiếp theo là lựa chọn, rồi cuối cùng là dần vặt. Bước thứ tư trong quá trình buông bỏ những lựa chọn không cần thiết và tiếp tục sống, trân trọng lựa chọn của mình một cách trọn vẹn để có thể tận dụng được nhiều nhất từ lựa chọn. Đó là mô hình thu thập và tạo ra, rồi thu hẹp, rồi lựa chọn, rồi buông bỏ và tiến về phía trước. Chúng ta cần hiểu về quá trình lựa chọn này để đánh giá sự khác biệt quan trọng giữa việc giỏi lựa chọn thường dẫn đến hạnh phúc vững chắc và nhiều triển vọng tương lai, và lựa chọn kém thường ấn định trước những trải nghiệm không hạnh phúc của chúng ta. Một, thu thập và tạo ra lựa chọn. Việc thu thập và tạo ra lựa chọn là những gì chúng ta thảo luận từ đầu cuốn sách này. Việc hiểu một cách sâu sắc về bản thân, khám phá những lựa chọn về cách gắn kết với thế giới và trải nghiệm thử nghiệm chính là cách mà quá trình thiết kế cuộc sống tạo ra những ý tưởng, phương án và những lựa chọn đa dạng mà bạn có thể theo đuổi. Tất cả những gì bạn cần làm theo đuổi là những lựa chọn ấy với một tư duy hiếu kỳ, tập trung dõi theo sự tuyệt diệu, tiềm năng và tiếp cận nó với khuynh hướng về hành động hơn là suy nghĩ quá nhiều. Ở đây chúng tôi không bàn thêm về việc tạo ra lựa chọn,
Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nếu bạn vẫn chưa thực hiện, viết ra quan điểm sống và quan điểm làm việc của bạn. Vẽ sơ đồ tư duy, lập 3 bản kế hoạch Odyssey, thực hiện các cuộc trò chuyện thử nghiệm và rút tiền kinh nghiệm thử nghiệm. Bạn có thể sử dụng các công cụ tạo ra lựa chọn này theo rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống. 2. Thu hẹp danh sách lựa chọn. Một số người cho rằng bạn không đủ lựa chọn hoặc gần như không có lựa chọn nào. Số khác lại cho rằng có quá nhiều lựa chọn. Nếu bạn có quá ít lựa chọn, hãy quay lại bước 1, thực hiện tất cả những gì gợi ý mà chúng tôi đưa ra. Có thể sẽ mất vài giờ hoặc vài tuần hoặc vài tháng, xin lỗi không có vài giờ, có thể sẽ mất vài tuần hoặc vài tháng để xây dựng một danh sách những lựa chọn mà bạn thực sự thích. Không sao cả, chúng tôi đang thiết kế cả cuộc đời của bạn và việc này không cần phải diễn ra chỉ trong một đêm. Sau khi đã có trong tay danh sách những sự lựa chọn, rất có thể bạn đang phải vật lộn với việc đơn giản hóa chúng. Bạn nhìn qua tất cả các ý tưởng của mình, tất cả những gợi ý của người khác cùng với tất cả những gì bạn có thể làm cho cuộc đời của mình và cảm thấy bị quá tải. Bạn thấy mình không có lựa chọn hoặc không thể lựa chọn một cách tự tin. Thế là bạn cho rằng mình đã làm sai việc gì đó. Rất có thể bạn đã không làm đủ những việc cần thiết và không hiểu thấu đáo các lựa chọn của mình. Phải chi tôi có đủ thông tin và hiểu rõ hơn về những lựa chọn này thì tốt biết bao. Tôi biết chọn cái nào. Thế là bạn đi tìm hiểu thêm bằng cách phỏng vấn và thử nghiệm, nhưng cũng không hiệu quả. Đó là vì mặc dù việc thiếu thông tin đôi khi là một vấn đề thực sự, nhưng lại không phải là vấn đề cốt lõi. Đa phần chúng ta khi tiến đến một quyết định quan trọng thì đã hoàn tất những việc cần làm. Chúng ta có thể không biết được hết mọi thứ. Thật ra tất cả nghiên cứu đều chỉ ra rằng những điều chúng ta không biết nhiều hơn so với những điều chúng ta biết. Thế nên ta cho rằng nghiên cứu nhiều hơn hẳn là hữu ích, nhưng đó không phải là điểm cốt lõi của vấn đề. Nếu bạn giống với đa số mọi người, nguyên nhân quá trình lựa chọn của bạn tắc nghẽn không phải do bạn hạn chế về hiểu biết của bạn, nó nằm ở độ dài của danh sách những sự lựa chọn mà bạn đặt ra. Giáo sư Sena Yanga của trường kinh doanh Columbia là một nhà tâm lý học kinh tế chuyên nghiên cứu về hành vi ra quyết định. Nghiên cứu nổi tiếng về việc mua đất của bà được thực hiện như sau. Để bắt đầu, các nhà nghiên cứu đặt một chiếc bàn ở cửa hàng chung bày 7 món mứt ngon khác nhau, đó là những hương vị được ưa chuộng như kiwi kết hợp với cam, dâu kết hợp với quả hương. Khi quan sát hành vi của khách hàng trong vòng 1 tuần, họ ghi nhận những trường hợp người ta đứng lại xem và mua mứt. Với 6 loại mứt được trưng bày, 40% khách hàng dừng lại xem mứt và khoảng 1 phần 3 trong số đó mua một lọ, tức là 13% khách hàng mua. Vài tuần sau, cùng cửa hàng ấy với khung thời gian tương tự, các nhà nghiên cứu trưng bày đến 24 loại mứt. Lần này 60% khách hàng dừng lại, tăng 50% so với khi trưng bày 6 loại mứt nhưng chỉ có 3% khách mua đất. Và có một cái biểu đồ không biết các bạn có nhìn thấy không? Biểu đồ chắc cũng không quan trọng lắm. Không nhìn rõ lắm em. Nghiên cứu này cho chúng ta thấy điều gì? Thứ nhất, chúng ta thích có sự lựa chọn. Ồ, đến những 24 loại mứt ư? Thử xem nào. Thứ hai, chúng ta không thể quản lý quá nhiều lựa chọn. Nhiều loại quá không thể quyết định được. Thôi, đi mua một ít phô mai đây. Thật ra hầu hết mọi người đưa ra sự lựa chọn hiệu quả nhất khi có từ 3 đến 5 lựa chọn. Nếu phải lựa chọn nhiều hơn số đó, khả năng đưa ra lựa chọn của chúng ta sẽ bị suy yếu. Đó là cách mà bộ não được lập trình. Thế nhưng chúng ta luôn bị thu hút bởi những lựa chọn và nền văn hóa hiện đại thì gần như tôn sùng sự đa dạng. Hãy cứ đưa ra thật nhiều lựa chọn, đừng để mình bị giới hạn. Chúng ta cứ nghe thấy điều này suốt và dường như là chúng rất hợp lý. Nhưng chắc chắn hiện nay mọi người thường xuyên có nhiều lựa chọn hơn mức cần thiết. Nhờ Internet mà chúng ta có thể có những thông tin gần như mọi ý tưởng và mọi hoạt động trên hành tinh này sau chưa đầy 1 giây tìm kiếm trên Google. Hầu hết chúng ta đang phải chịu đựng quá nhiều tin tức và lựa chọn.
Chìa khóa ở đây là định hình lại suy nghĩ của mình về những lựa chọn bằng cách hiểu rằng nếu có quá nhiều lựa chọn thì thật ra bạn chẳng có lựa chọn nào cả. Những lựa chọn chỉ thực sự tạo ra giá trị của cuộc sống khi bạn của bạn khi chúng được chọn lựa và được xác định. Khi bạn có 24 lựa chọn về mất, bạn thực sự không có lựa chọn nào cả. Một khi hiểu rõ rằng trong việc quyết định quá nhiều tương đương với không có gì cả, thì bạn sẽ sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo là thu hẹp lựa chọn. Trước tiên, nếu các lựa chọn của bạn có thể được phân theo nhóm, hãy chia nhỏ danh sách của mình và thành nhiều danh sách phụ. Việc này có thể giúp bạn lọc ra những lựa chọn hàng đầu trong việc mỗi nhóm và gạch lựa chọn hàng đầu trong mỗi nhóm và gạch bỏ số còn lại. Nếu bạn có một danh sách gồm 12 lựa chọn, rồi hãy bỏ 7 lựa chọn đi. Hãy viết lại danh sách gồm 5 lựa chọn còn lại và chuyển sang bước tiếp theo. Hầu hết các học viên, khách hàng của chúng tôi đều băn khoăn trước hướng dẫn này. Ta không thể gạch bỏ các lựa chọn như thế. Nhỡ tôi bỏ nhầm thì sao? Chúng tôi rất hiểu tâm lý các bạn, nhưng chúng tôi không đùa đâu. Bạn phải bỏ bớt chúng đi. Nếu có quá nhiều lựa chọn, tức là thực ra chẳng có lựa chọn nào, thì bạn có gì đâu để mất. Chúng tôi gọi đây là hiệu ứng pizza, món hoa. Tất cả chúng ta đều từng nếm trải nó. Này Paula, bọn tớ ra ngoài ăn trưa đây, cậu muốn đi không? Chắc chắn rồi, chúng tôi đang phân vân giữa pizza và món hoa. Cậu thích món nào hơn? Gì cũng được. Được thôi, vậy chúng ta đi ăn pizza nhé. Không chờ đã, tớ muốn ăn món hoa. Trong trường hợp này, khi đưa ra câu trả lời đầu tiên, ý bạn thực sự là vậy. Bạn không biết rằng mình thích ăn món này hay món kia cho đến khi một quyết định không mong muốn xuất hiện, bạn mới nhận ra ý thích của mình. Bạn sẽ không thể mắc sai lầm khi thu hẹp danh sách lựa chọn của mình nếu gạch bỏ nhầm. Bạn sẽ ngay lập tức nhận ra. Hãy tin tưởng chúng tôi khi chúng tôi nói rằng bạn có thể tin tưởng chính mình. Nếu bạn nhận thấy mình không thể đưa ra quyết định lựa chọn trong số 5 lựa chọn, có hai lý do thường gặp nhất. Nguyên nhân đầu tiên là bạn vẫn khổ sở khi nghĩ đến 7 lựa chọn đã bị gạch bỏ và bạn không chịu buông bỏ. Nếu đúng vậy, hãy làm bất cứ việc gì để có thể thật sự loại bỏ 7 lựa chọn ra khỏi tâm trí. Sau đó quay lại với danh sách 5 lựa chọn như thể nó là danh sách bình thường chứ không phải là danh sách đã rút gọn. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự không thể tìm ra lựa chọn nào đáng ưu tiên hoặc hoàn toàn nổi trội thì chúc mừng, bạn đã thắng. Bạn đang ở trong một tình huống bất bại, nghĩa là cả 5 lựa chọn đấy đều xứng đáng được chọn, giữa chúng không có khác biệt đáng kể. Tất cả chúng đều hiệu quả với bạn. Vậy nên có thể lựa chọn mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Lựa chọn một cách sáng suốt. Ba là lựa chọn một cách sáng suốt. Giờ đây khi bạn đã hoàn thành việc tập hợp và thu gọn danh sách lựa chọn, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn khó khăn và quyết định lựa chọn. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu về cách thức bộ não hoạt động trong quá trình lựa chọn. May mắn thay, giờ đây ngành nghiên cứu não bộ phát triển một cách chóng mặt và chúng ta được cung cấp một lượng đáng kể về các kiến thức, con người tư duy, ghi nhớ và ra quyết định. Năm 1990, John Mayer và Peter Slovey viết một bài báo học thuật có ảnh hưởng sâu rộng giới thiệu đến trí tuệ cảm xúc. Họ cho rằng để gặt hái được thành công và hạnh phúc thì chỉ số thông minh cảm xúc EQ không kém phần quan trọng so với chỉ số thông minh nhận thức IQ, thậm chí là quan trọng hơn trong nhiều trường hợp. Năm 1995, phóng viên chuyên mục khoa học tờ New York Times, Daniel Goleman đã giới thiệu khái niệm về trí tuệ cảm xúc đến đông đảo bạn đọc và thông qua quyển sách đầu tay của mình. Từ đó trí tuệ cảm xúc trở thành một hiện tượng văn hóa. Ai cũng nghe đến trí tuệ cảm xúc nhưng rất ít người thực sự hiểu được nó cũng như vận dụng nó trong đời sống. Hóa ra phần não giúp chúng ta đưa ra lựa chọn tốt nhất lại nằm ở hạch nền, vốn chẳng liên quan đến trung tâm ngôn ngữ của chúng ta. Thế nên trong không được truyền bá bằng lời mà truyền đạt bằng cảm xúc thông qua sự kết nối với ruột, chúng ta thường gọi đó là trực giác. Những kinh nghiệm mà ta thu thập được về điều có hiệu quả hoặc không hiệu quả đối với cuộc sống của chúng ta sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định. Để đưa ra quyết định tốt, chúng ta cần hiểu được cảm xúc và phản xạ của mình đối với lựa chọn. Bộ não thường xuyên huyên thuyên không ngớt khi ta cố gắng tìm cách đưa ra các quyết định tốt. Việc này cản trở chúng ta kết nối với trực giác của mình. Việc thu thập thông tin chính xác nhất, quan trọng nhất. Thế nên bạn cứ làm hết những việc cần thiết như ghi chú, tạo các bảng tính, bảng so sánh và trò chuyện cùng chuyên gia. Nhưng khi việc ấy đã xong, hãy để phần não trước dẫn đường. Chúng sẽ cần tiếp cận trung tâm thông thái
Chúng cần tiếp cận trung tâm thâm thái, nơi ấy, nơi mà trí tuệ cảm xúc có thể giúp ta phân định ra những lựa chọn tốt. Hầu hết chúng ta thường xuyên sử dụng hiểu biết, nhận thức loại hình hầu hết chúng ta thường xuyên sử dụng hiểu biết, nhận thức loại hình trí tuệ được cho là khách quan, có tổ chức và chứa đựng nhiều thông tin. Thế nhưng chúng ta lại cần trau dồi hiểu biết về những khía cạnh khác, bao gồm hiểu biết cảm xúc, tâm linh, trực giác, hiểu biết xã hội, hiểu biết vận động. Bạn của Dave, một nhà trị liệu xuất chúng, có ý rằng hễ cô sắp nhắc đến một vấn đề hệ trọng nào đó với khách hàng của mình, thì đầu gối bên trái của cô sẽ cảm thấy nhói. Cô không hiểu lý do, nhưng trải qua nhiều năm, cô bắt đầu tin vào những điều mà đầu gối trái nói với mình. Bởi đã học cách lắng nghe đầu gối của mình, nên cô có thể đưa ra quyết định có chính xác hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Điểm chính yếu ở bước này là đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách tập trung, bằng cách áp dụng hiểu biết đa chiều, thay vì dùng một năng lực phán xét ý thức vốn uyên bác nhưng không đủ bao quát để chúng ta có thể dựa hoàn toàn vào nó. Chúng tôi cũng không đề nghị bạn chỉ đưa ra các quyết định mang tính cảm xúc. Tất cả những điều về những điều chúng tất cả chúng ta đều biết về những trường hợp mà cảm xúc đẩy con người vào rắc rối. Thế nên chúng tôi không bảo bạn dùng con tim hay trực giác thay vì dùng não bộ. Chúng tôi đề nghị bạn vận dụng tất cả những năng lực mà bạn có vào việc quyết định và đảm bảo là bạn tạo ra đủ không gian để những hiểu biết cảm xúc và bản năng của mình có thể hiển lộ trong quá trình đấy. Nói cách khác, đừng quên lắng nghe xem liệu cơ thể, con tim, trực giác có muốn nói gì với bạn chăng. Để làm được điều này, bạn phải đào luyện và bồi dưỡng khả năng tiếp cận cũng như nhận thức của mình về các hiểu biết mang tính cảm xúc, trực giác, tâm linh trải dài suốt nhiều thế kỷ. Con đường thừa nhận phổ biến nhất giúp bạn tiến gần đến trạng thái đó là phương pháp tu tập cá nhân, viết nhật ký, cầu nguyện, thiền định kết hợp với việc rèn luyện thể chất như yoga, thái cực quyền. Chúng tôi không có đủ không gian cũng như kiến thức chuyên môn để hướng dẫn bạn về mọi thứ, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về chúng. Những bài tập hợp lý sẽ giúp bạn tiếp cận tốt hơn với trí tuệ của mình trong công việc đưa ra các quyết định có liên quan đến bản chất của những hiểu biết sâu sắc. Những hiểu biết mang tính cảm xúc, trực giác và tâm linh thường rất tinh tế và lặng thầm. Người ta hiếm khi tiếp cận được với trí tuệ sâu sắc của mình bằng cách hớt hải chạy đua cùng kỳ hạn công việc, ngôn từ hoặc lướt xem cả đống tin tức. Nó phải là một quá trình chậm rãi, tĩnh lặng và luyện tập thường xuyên đều đặn nhằm đạt được sức mạnh cũng như sự cân bằng. Đó là khi bạn có khi bạn có thể đầu tư cho trí thông minh cảm xúc và trưởng thành về mặt tâm lý để luôn sẵn sàng cho những lúc phải ra quyết định. Thời điểm tốt nhất để chuẩn bị sẵn sàng chính là bây giờ, lúc này, hôm nay và thời điểm tốt nhất để tiến hành đầu tư cho trí tuệ. Đây là một kỹ thuật cụ thể mà bạn có thể cải thiện khả năng tiếp cận với trí tuệ cảm xúc. Hãy thấu hiểu. Sự thấu hiểu. Trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển nổi tiếng năm 1960, Stranger in the Strange Land, Robert Heinlein đã nghĩ ra từ grok để mô tả cách người sao hỏa học hỏi nhằm trở nên hiểu biết. Nó có nghĩa là hiểu một điều gì đó sâu sắc, trọn vẹn đến mức bạn cảm thấy mình đã hòa làm một với nó, vì nước là rất hiếm thấy đối với họ. Người sao hỏa không đơn thuần thắc mắc xem nước là gì hay chỉ uống nước, mà họ hiểu sâu sắc về nó. Giờ thì từ grok được sử dụng rộng rãi. I grok giác nghĩa là tôi hiểu thấu việc đó rồi. Khi bắt tay vào việc lựa chọn danh sách đã được thu gọn của mình, bạn dùng lý trí để đánh giá các vấn đề, suy tính kỹ càng về lựa chọn. Vậy hẳn đã đến lúc bạn cần hiểu biết để một cách sâu sắc. Để hiểu sâu sắc lựa chọn, bạn không cần suy nghĩ về nó mà bạn trở thành nó. Giả sử bạn có 3 lựa chọn, hãy lựa chọn một trong ba thôi. Một trong ba và thôi suy nghĩ về chúng. Sau đó hãy luôn nhớ rằng bạn lựa chọn A. Nó là hiện thực của bạn khi bạn đánh răng vào buổi sáng, khi bạn dừng đèn đỏ, khi bạn hít thở, mọi khoảnh khắc liên quan đến lựa chọn A. Ý tưởng lớn ở đây là bạn sống trong tưởng tượng với lựa chọn A, bạn không suy nghĩ về lựa chọn A và thực tế hiện tại mà chỉ sống thật bình thản với lựa chọn A.
Sau vài ngày làm việc này hoặc bao lâu tùy ý, hãy dành ít nhất 1-2 ngày để giải lao, trở về với cuộc sống thường nhật và khởi động lại. Làm tương tự với lựa chọn B rồi tới lựa chọn C. Cuối cùng, hãy suy nghĩ thật thấu đáo tất cả những trải nghiệm mà bạn có thể. Điều gì trong số chúng là cái bạn mong muốn hoặc không muốn chung sống? Kỹ thuật này không đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, nhưng nó cho phép những hiểu biết đa chiều cảm xúc tâm linh, xã hội trực giác có thể hiện diện để bổ trợ cho sự hiểu biết mang tính đánh giá của lý trí. 4. Buông bỏ và tiến về phía trước. Trước khi thảo luận về sự buông bỏ, chúng ta nên đề cập đến lý do tại sao bước cuối cùng của chúng ta là dằn vặt. Sự dằn vặt sẽ không như thế này. Liệu mình đã làm đúng chưa nhỉ? Có chắc đây là lựa chọn tốt không? Nếu mình chọn cách khác thì sao? Không biết mình có thể quay ngược lại thời gian và làm lại từ đầu không nhỉ? Nếu bạn không rõ chúng tôi muốn nói gì, bạn thuộc thiểu số những người may mắn, nhưng nếu bạn giống với hầu hết chúng tôi thì đây là những câu hỏi quen thuộc. Sự dằn vặt về quyết định của mình hết lần này đến lần khác là một dấu hiệu phổ biến với hầu hết những người đưa ra quyết định. Ta dằn vặt vì quan tâm đến cuộc sống của mình và của người khác. Chúng ta cố gắng mang đến cho tương lai những cơ hội tốt nhất. Chúng ta muốn đưa ra những quyết định tốt nhất, nhưng không thể biết được liệu ta đã làm đúng hay chưa. Không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy tương lai một cách chính xác. Vậy sao để chúng ta có thể đẩy lùi cảm giác dằn vặt này? Hóa ra quan niệm của chúng ta về cách đưa ra quyết định tốt cũng quan trọng như bản thân quyết định mà chúng ta đưa ra vậy. Đối với chúng ta, cách tốt nhất để hạnh phúc với quyết định của mình là đưa ra quyết định tốt nhất. Nghe thật đơn giản, nhưng bạn không thể đưa ra quyết định tốt nhất nếu không biết đó là quyết định nào. Và bạn không thể biết rằng cho đến khi nào tất cả những hệ quả đã thể hiện ra hết. Bạn có thể nghiên cứu về việc đưa ra quyết định tốt nhất trong khả năng của mình với những gì bạn biết trong hiện tại, nhưng nếu mục tiêu của bạn là đưa ra quyết định tốt nhất, bạn sẽ không thể nào biết được liệu bạn đã thành công hay chưa. Sự mông lung đó khiến bạn mãi tập trung là việc liệu mình đã làm đúng hay chưa và nhẩm đi nhẩm lại những gì bạn chọn mà mình đã bỏ qua. Đây chính là sự dằn vặt. Việc gặp nhấm làm cạn kiệt sự thỏa mãn đối với lựa chọn mà bạn đã đưa ra và khiến bạn phân tâm, ngăn bạn tiến về phía trước với lựa chọn của mình. Giáo sư Dan Kinberg, Đại học Harvard đã nghiên cứu lĩnh vực này và thực hiện một nghiên cứu về cách mọi người đưa ra các quyết định trước những bức tranh của danh họa Monet. Ông yêu cầu mọi người xếp hàng trăm bức tranh khác nhau của danh họa Monet dựa trên ý thích, theo thang điểm từ 1 đến 5. Với mọi bức tranh người tham gia nghiên cứu cho điểm 3 và 4, các nhà nghiên cứu bảo rằng trùng hợp thay đang có sẵn một số tranh ghép để mọi người tham gia mang về nhà nếu muốn. Hầu hết mọi người đều chọn bức tranh mà họ đánh số 3. Điều thú vị là sau đó các nhà nghiên cứu nói với một số người rằng họ có thể đổi bức tranh đã mang về để lấy một bức tranh khác nếu họ muốn. Một số người khác thì lại bảo rằng một khi đã chọn bức tranh nào thì sẽ phải giữ lấy nó và không được đổi nữa. Sau vài tuần, các nhà nghiên cứu liên lạc với những người tham gia nghiên cứu, chớ cho thay những người có thể đổi tranh, dù họ chọn đổi hay không, lại kém hài lòng với lựa chọn của mình hơn so với những người không có quyền đổi tranh. Hóa ra, khả năng hoán đổi lựa chọn lại không mang đến sự hài lòng hạnh phúc mà khiến chúng ta nghi ngờ vào lựa chọn của mình. Tệ hơn nữa, trong cuốn sách The Paradox of Choice, nhà nghiên cứu Barry Schwartz cho thấy chính cách bộ não xử lý các quyết định đã gây thêm cho chúng ta nhiều vấn đề. Khi chúng ta đưa ra quyết định giữa nhiều lựa chọn hoặc đơn giản là nhận thức được rằng có nhiều lựa chọn khác, chúng ta sẽ không hạnh phúc với lựa chọn của mình. Vấn đề ở đây là không chỉ những lựa chọn ta có nhưng không theo đuổi, mà cả núi lựa chọn chúng ta thậm chí còn chưa biết đến. Chúng tạo nên một sức cản khổng lồ đối với sự thanh thản trong việc lựa chọn, theo kiểu hẳn phải có một lựa chọn tốt hơn ngoài kia mà chúng ta đã để mất. Trong thời đại toàn cầu hóa, sức mạnh mang đến vô vàn lựa chọn của Internet, chúng ta đang trở nên bất hạnh với lựa chọn của mình hơn là bất cứ thế hệ nào trong lịch sử.
Trong thời đại toàn cầu hóa với sức mạnh mang đến sự vô vàn lựa chọn của Internet, chúng ta đang trở nên bất hạnh với lựa chọn của mình hơn bất cứ thế hệ nào trong lịch sử. Thế có tuyệt không chứ? Hãy nhớ rằng những lựa chọn trong tưởng tượng không bao giờ thực sự tồn tại bởi chúng không được thực hiện. Chúng ta không cố gắng sống đời hư ảo, chúng ta đang thiết kế một cuộc sống thực tế. Nếu cứ tạo gánh nặng cho mình để khát khao biết tường tận về mọi lựa chọn cũng như mọi khả năng trên đời thì chúng ta không bao giờ quyết định được. Trong việc thiết kế cuộc sống, chúng ta biết rằng có vô số khả năng nhưng không thể không để mình thao túng. À, xin lỗi, không để mình lúng túng trước thực tế đó. Chúng ta say sưa khám phá những khả năng mới, hành động bằng cách bắt đầu với một lựa chọn. Chỉ thông qua hành động ta mới có thể tiến về phía trước. Thế nên hãy tự rèn luyện để nhanh chóng buông bỏ những lựa chọn không còn cần thiết. Hãy tự tin rằng bạn luôn có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Hãy cứ lựa chọn hạnh phúc và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Khi bạn thấy nghi ngờ, cứ buông bỏ và tiếp tục tiến về phía trước. Mọi việc thực sự đơn giản thế đấy. Không phải chúng tôi bảo bạn lờ đi những con đường bí ẩn, nhưng việc tiếp tục tiến lên phía trước nâng cao đáng kể khả năng thành công của bạn trong việc thực hiện những lựa chọn của bạn, dẫn bạn đến với hạnh phúc cùng sự thỏa mãn trên hành trình của mình. Hãy tự mang đến cho mình thật nhiều lựa chọn, sau đó thu hẹp danh sách ở mức có thể quản lý được. Chúng tôi đề nghị tối đa là 5 lựa chọn để lựa chọn tốt nhất có thể, hết mình với nó và xây dựng con đường tiến lên phía trước. Hãy nhớ rằng nếu bạn làm việc này với sự lặp đi lặp lại mang tính thử nghiệm, bạn sẽ không rơi vào tình trạng khẩn cấp hoặc phải đánh đổi quá nhiều. Khi một người lựa chọn, hãy trân quý lựa chọn của mình và đi đến cùng với nó. Khi những câu hỏi dằn vặt lẻn vào trong đầu, hãy đuổi chúng ra và hướng nguồn năng lượng của mình vào việc sống tốt hơn với lựa chọn hiện tại. Đôi khi quan sát phía sau là cần thiết, nhưng cũng đừng dán mắt vào kính chiếu hậu và hối tiếc khôn nguôi về những quyết định đã rồi. Bước buông bỏ này là căn bản dựa trên kỷ luật cá nhân. Hãy trang bị sẵn hiểu biết đúng vấn đề về việc ra quyết định và đảm bảo giành được phần thắng trong mọi cuộc cạnh tranh nội tâm. Mỗi khi bạn cảm thấy bất an, hãy tìm một người đồng đội hoặc lập nhóm thiết kế cuộc sống để họ hỗ trợ và nhắc nhở bạn về lý do bạn đưa ra những lựa chọn của mình. Hãy viết nhật ký về quyết định của bạn và đọc lại nó mỗi khi cảm thấy bối rối. Hãy tìm những phương pháp hiệu quả cho phép bản thân bạn tận hưởng mọi lựa chọn của mình một cách trọn vẹn. Niềm tin sai lệch, hạnh phúc là có tất cả. Tái định dạng nhận thức, hạnh phúc là biết buông bỏ những gì không cần thiết. Nắm bắt cái mới để buông bỏ cái cũ. Andy là một trong những sinh viên y khoa hàng đầu, chính xác thì anh là sinh viên dự bị ngành y tế công. Andy, tôi xin lỗi đọc lại câu này. Andy là một trong những sinh viên dự bị y khoa hàng đầu, chính xác là anh là sinh viên dự bị ngành y tế công. Andy có hai ý tưởng cơ bản về tương lai và một kế hoạch dự phòng, tất cả đều hướng tới một sứ mệnh to lớn, sửa đổi hệ thống y tế. Andy nhận thấy rằng hệ thống y tế cần được cải thiện nhiều mặt, nhất là về thực trạng thiếu công bằng mà trong đó chỉ người giàu mới tiếp cận được với sự chăm sóc tốt nhất. Anh nghĩ rằng mình có thể trở thành nhà cố vấn, chính sách y tế có ảnh hưởng hoặc trở thành một doanh nhân ngành công nghệ y khoa. Mặc dù tham gia giới chính trị không phải là dễ dàng, nhưng với Andy, tin rằng chỉ những người có chức vụ lớn trong ngành mới có thể tạo nên thay đổi sâu sắc. Còn trong lĩnh vực y tế về công nghệ y à, về lĩnh vực công nghệ y khoa, anh tin rằng sự phát triển của công nghệ có thể tạo nên những thay đổi đáng kể vì chúng phụ thuộc vào tốc độ thị trường chứ không phải chính sách. Kế hoạch dự phòng của anh là làm một bác sĩ đơn thuần. Thật buồn cười khi nói như vậy nếu xét đến vai trò cao quý của vị bác sĩ trong xã hội, đặc biệt là đối với gia đình gốc Á như Andy. Nhưng anh vẫn tự nhủ, không phải vì tỏ ra khinh khi mà anh đang thành thật kế hoạch dự phòng của mình một cách chính sách. Kế hoạch dự phòng của anh là một chính sách bảo hiểm trong trường hợp anh không tìm ra được tác động nào lên mang tính xã hội rộng khắp và đành hướng nỗ lực của mình vào một sân chơi nhỏ hơn. Việc bác sĩ có thể tạo ra tác động thông qua quá trình trình hành nghề của mình dù chỉ là một bệnh viện địa phương. Vậy Andy phải lựa chọn con đường nào đây? Thật ra đó không phải lựa chọn khó khăn với Andy. Anh cho rằng con đường chính sách luôn đầy tiềm năng và cũng vô cùng thú vị.
rất đáng để theo đuổi. Vậy nên anh có nên theo học bằng thạc sĩ ngành y tế công NPH rồi chuyển thẳng đến Washington không? NPH được viết tắt bằng chữ Master of Public Health. Hay anh nên lấy bằng bác sĩ y khoa MD, MD viết tắt bởi Doctor of Medicine trước rồi mới lấy bằng MPH. Andy biết rằng trong môi trường y khoa, bằng MD rất coi trọng và tiếng nói của người có bằng MD có trọng lượng hơn nhiều so với mọi trường hợp. Anh không thực sự tin rằng việc lấy được bằng MD có thể khiến anh trở thành nhà cố vấn thông thái hơn, nhưng anh thực sự muốn tạo nên sự khác biệt và sẵn sàng cân nhắc việc dành ra từ 8 đến 10 năm để nâng cao độ tín nhiệm của mình, 4 năm lấy bằng MD và 4 đến 6 năm nội trú để có thể có giấy phép hành nghề. Đây là một quyết định khó khăn đối với anh. 10 năm có vẻ là một khoảng thời gian quá dài để bắt đầu những việc mà anh muốn làm. Andy cứ suy nghĩ mãi, suy đi tính lại mãi về việc ấy, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định ổn thỏa. Ngày khi anh quyết định học bằng MPH và bắt đầu sự nghiệp, có lẽ anh sẽ bảo, nhưng chấm 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 nếu họ không xem trọng và lắng nghe tôi thì khởi đầu chẳng có ích gì. Và ngay khi quyết định vào trường y, dám anh cũng lại bảo, nhưng chấm 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 15 lâu quá, không thể chờ nổi. Ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc đó. Andy cứ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ, xét đoán thiệt hơn. Anh có cảm giác như thể bộ não của mình mắc kẹt trong vòng quay của con chuột hamster và quay mòng mòng không ngừng nghỉ ngày đêm, ngày cũng như đêm. Cuối cùng, đến ngày Andy ngừng tư duy về những quyết định của mình, anh chợt phát hiện ra rằng phiên bản Andy học trường y trông tốt hơn nhiều so với phiên bản Andy chỉ học trường chính sách. Khi xem xét trở thành bác sĩ, phiên bản Andy học trường trường y cảm thấy lo lắng về thời gian 15, nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ đó là một khoảng thời gian dài, nhưng mình thực sự rất tâm huyết với việc tạo nên sự thay đổi cho ngành y tế. Mình sẽ làm mọi thứ để có thể chuẩn bị thật tốt và nỗ lực, không bỏ lỡ cơ hội nào. Mặt khác, khi câu hỏi sẽ thế nào nếu chẳng ai quan tâm đến mình trong trường hợp không có bằng MD xuất hiện, anh ấy không có câu trả lời nào cho ra hồn, anh chỉ cảm thấy tệ hại về việc đó. Thế nên anh lựa chọn vào trường y và dành ra 10 năm phấn đấu trở thành bác sĩ, sau đó trở thành nhà cố vấn chính sách có ảnh hưởng trong tương lai. Được rồi, thế là lựa chọn được ra rồi. Vậy thứ xong vậy mọi thứ vậy là xong xuôi phải không? Sai, Andy vẫn phải thực hiện 4 bước, đó là buông bỏ và tiếp tục tiến lên. Andy nhanh chóng nhận ra lý do chúng tôi đặt cái tên này cho 4 bước. Bí quyết của việc buông bỏ đó chính là tiếp tục tiến lên. Việc đơn thuần buông bỏ là rất khó khăn đối với một số người, đó là việc không thể nào làm được. Ngay lúc này bạn hãy thử đưa tâm trí mình bất cứ điều gì ngoại trừ một con ngựa xanh xem nào. Bất kể bạn đừng nghĩ về cọ hoặc tưởng tượng ra con ngựa xanh, ngựa đốm xanh cũng không, phì lân xanh cũng không, ngựa con xanh được thắng yên đọng sọc đỏ trắng và buộc dây duy hồng ở đuôi cũng không. Xin vui lòng không nghĩ đến con ngựa xanh trong vòng 1 phút. Được rồi, giờ thì bạn cảm thấy thế nào nếu bạn giống với hầu hết mọi người mà chúng tôi từng làm việc? Bạn đâm ra bị ám ảnh bởi chú ngựa xanh. Đó là vấn đề của việc buông bỏ, giống như việc chống lại hành động hơn là hành động. Và bộ não của chúng ta căm ghét việc đó. Vì vậy, bí quyết để buông bỏ chính là tiếp tục tiến lên và nắm đến một thứ khác. Hãy chú tâm vào một điều khác thay vì cố không chú tâm vào điều bạn cần buông bỏ. Làm thế nào em đi buông bỏ được nỗi băn khoăn rằng rất có thể anh đang lãng phí cả một thập kỷ đời mình? Làm thế nào để anh từ bỏ hẳn ý định lấy bằng MPH vốn chỉ tốn hơn 2 năm? Do đó, mỗi sáng anh có thể chạy quanh các tòa nhà quốc hội trở thành một cố vấn chính sách trong ngành y tế. Andy nhận ra rằng cách duy nhất để thoát khỏi sự phiền toái đó, đó là đối diện với nó và đưa ra câu hỏi làm thế nào để có thể tiếp tục tiến lên và dấn thân trở thành một bác sĩ. Ngay khi làm việc đó, Andy cho nhận ra rằng lựa chọn phiên bản Andy học trường y đã mang đến cho anh một kế hoạch dự phòng miễn phí trở thành bác sĩ. Anh biết rằng các sinh viên y khoa sẽ bắt đầu thực tập chỉ trong vài năm đầu, dành 1 năm nội trú để hỗ trợ các bác sĩ làm việc
chữa bệnh, chuyên khoa nào sẽ có liên quan nhiều nhất đến chính sách y tế, trường y nào có mối liên hệ mạnh nhất với chính quyền Washington ở trong chương trình đào tạo liên thông MPH, cơ sở chăm sóc sức khỏe nào sẽ cho anh nhiều cơ hội học hỏi nhất, một phòng khám địa phương, một bệnh viện lớn hay là một trạm y tế tại các thị trấn hay thành phố. Ngay khi anh bắt đầu đánh giá cao những gì mà ngành đào tạo y khoa có thể mang lại và tìm ra cách vận dụng nó, anh nảy ra hàng tấn ý tưởng và vô số vấn đề thú vị theo đuổi. Bằng cách tưởng tượng ra con đường tiến lên phía trước, anh đã cho vào tâm trí mình được buông bỏ. Anh tìm ra rất nhiều cách để thực hiện các cuộc trò chuyện thử nghiệm và để có các kinh nghiệm thử nghiệm liên quan đến chính sách y tế trong vai trò là một sinh viên y khoa của bác sĩ nội trú. Andy là một sinh viên xuất sắc. Bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, những nhà thiết kế sẽ không ngủ yên, không ngồi yên chịu khổ. Họ không tự dằn vặt về những chuyện đã rồi. Họ không lãng phí tương lai bằng cách hy vọng về một quá khứ tốt đẹp hơn. Những nhà thiết kế cuộc sống nhìn thấy cơ hội phiêu lưu trong bất cứ thiết kế nào mà họ xây dựng và hướng đến. Đây chính là cách bạn lựa chọn hạnh phúc. Thực ra thì mình định đọc đến hết phần cuối. Chắc là phải nghỉ một chút để uống nước. Còn một chút nữa là hết rồi. 10. Miễn nhiễm với thất bại. Hãy tưởng tượng rằng trên đời có một loại vaccine giúp bạn phòng ngừa thất bại, chỉ một mũi tiêm nhỏ và kể từ đó cuộc đời của bạn luôn luôn đảm bảo diễn ra theo đúng kế hoạch, đầy thuận lợi, thành công tiếp nối thành công và tiến xa đến hết mức có thể. Cả đời miễn nhiễm với thất bại, nghe thật tuyệt vời phải không bạn? Không thất vọng, trở ngại, khó khăn, mất mát, khổ đau cuộc sống ấy thật đáng mơ đối với hầu hết chúng ta. Chẳng ai thích thất bại cả. Cảm giác thất bại thật là kinh khủng, chất lỏng từ sâu trong dạ, nặng nề như lồng ngực mình bị nghiền nát. Ai lại không muốn được miễn nhiễm với thất bại? Thật không may, chẳng có loại vaccine nào như thế và không có ai là không bao giờ thất bại. Nhưng bạn vẫn có thể trở nên miễn nhiễm mất thất bại. Không có nghĩa là mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của mình, nhưng bạn có thể thoát khỏi những cảm giác tiêu cực không cần thiết mà việc thất bại mang lại. Nếu bạn sử dụng những ý tưởng công cụ mà chúng tôi đã giới thiệu từ đầu cuốn sách, bạn sẽ giảm thiểu được cái gọi là tỷ lệ thất bại. Điều này thật tuyệt, nhưng chúng ta đang theo đuổi một thứ có giá trị nhiều hơn so với việc giảm thiểu thất bại. Chúng ta đang theo đuổi sự miễn nhiễm đối với thất bại. Chúng tôi đã thử nhiều thứ khác nhau trên con đường thiết kế nên một cuộc sống thực sự đáng sống. Bằng cách sử dụng lối tư duy thiếu kỳ, chúng tôi phóng ra thế giới và gặp gỡ những con người thú vị. Chúng tôi hợp tác triệt để với bạn bè, gia đình. Chúng tôi thử nghiệm và một số gắn kết có ý nghĩa với thế giới. Thông qua hành trình thiết kế cuộc sống này, chúng tôi đã trở nên thoải mái với tư tưởng thiên về hành động và bất cứ khi nào nghe thấy nghi ngại, chúng tôi đã biết đến lúc mình phải làm một điều gì đấy. Suốt từ đầu hành trình đến giây phút này, bạn đã cùng chúng tôi phát triển được một trạng thái tinh thần mà các nhà tâm lý học tích cực như Angela Duckworth gọi là sự bền chí hoặc là sự kiên cường. Những nghiên cứu của Duckworth về sự kiên cường và khả năng kiểm soát bản thân đã chứng minh rằng ý chí là thước đo tiềm năng thành công tốt hơn chỉ số thông minh IQ. Chính sự miễn nhiễm đối với thất bại đã dần xây đắp trong bạn ý chí kiên cường. Điều quan trọng là chúng ta nghĩ về bản thân như những nhà thiết kế cuộc sống hiếu kỳ và thiên về hành động, những người ham thích thử nghiệm để xây dựng con đường tiến lên phía trước, hướng tới tương lai. Khi dùng phương pháp này để thiết kế với cuộc sống của mình, bạn sẽ trải nghiệm thất bại. Đó là thất bại có chủ đích, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định trong hành trình của chúng ta và giúp chúng ta đạt được thứ mình gọi là sự miễn nhiễm với thất bại. Nỗi thất bại phủ bóng quá lớn trong trải nghiệm của mọi người về cuộc sống của mình. Có vẻ như nó liên quan đến một nhận thức cơ bản trong mọi người định nghĩa về cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ. Cô ấy thành công, tốt đấy. Cô ta thất bại, tệ quá. Khi bạn nhìn vấn đề theo cách đó, không ai muốn thất bại cả. Chúng ta tưởng tượng rằng quanh chúng ta luôn có một vị thẩm phán tưởng tượng nào đấy đưa ra phán xét rằng chúng ta đã xoay sở để thành công hay thất bại trong cuộc đời. May thay, nếu bạn đang thiết kế cuộc sống của mình, bạn không thể nào là một thất bại. Bạn có thể trải nghiệm cuộc sống điều
trải nghiệm một số điều không đạt mục tiêu đề ra, tức là thất bại, nhưng hãy nhớ rằng những thử nghiệm ấy được thiết kế để bạn có thể học hỏi được một điều gì đấy. Một khi bạn trở thành một nhà thiết kế cuộc sống, tham dự vào quá trình sáng tạo vẫn không ngừng tiếp diễn để việc thiết kế cuộc sống, bạn không thể thất bại mà chỉ có thể tiến bộ và học hỏi từ nhiều trải nghiệm khác nhau, và có cả thất bại lẫn thành công đều mang đến. Đừng né tránh thất bại. Chúng tôi tin rằng giờ bạn đã hiểu và thử nghiệm việc thiết kế cuộc sống chính là cách tuyệt vời để thành công nhanh hơn trong những công việc lớn và quan trọng, bằng cách thất bại thường xuyên hơn ở những trải nghiệm nhỏ và mang tính thử nghiệm. Một khi bạn đã thực hiện thử nghiệm vài lần, bạn sẽ thực sự tận hưởng quá trình học hỏi thông qua công việc đụng độ, cọ sát mà người khác có thể xem là thất bại. Ví dụ, một ngày trước khi lớp học thiết kế cuộc sống của chúng tôi bắt đầu, đã tiến hành một thay đổi lớn, và bài giảng mà chúng tôi thường dùng, anh ấy có một ý tưởng và chỉ đơn thuần thử nghiệm nó. Đã thậm chí chẳng có thời gian để bàn với Bill, nên Bill nghe có nghe nói có vẻ là nên Bill nghe nói về nó cùng lúc với sinh viên. Sau khi Dave thông báo về việc bài tập ấy và học viên bắt đầu thực hiện, Bill đến bên cạnh Dave và bảo: "Việc này tuyệt thật, tôi thích cách anh sẵn sàng thất bại thảm hại trước 80 học sinh, sinh viên. Tôi chẳng biết liệu bài tập này có hiệu quả hay không, nhưng tôi thích cách anh can đảm thử nghiệm nó." Dave và Bill đã tin tưởng quy trình thiết kế cuộc sống hoàn toàn đến nỗi họ không cần phải thảo luận về cách đúng đắn để tổ chức các lớp học của họ. Khi đã thực sự thấu hiểu phương pháp tư duy thiết kế, bạn sẽ nghĩ khác đi về mọi việc. Đây chính là biểu hiện đầu tiên của sự miễn nhiễm đối với thất bại. Nhanh chóng hành động, cởi mở với thất bại, và nếu thất bại thật thì học hỏi cách thất bại để từ đó tiến bộ. Nhân tiện, bài tập của Dave khá hiệu quả, nhưng chúng tôi quyết định quay lại phiên bản bài tập trước đó bởi nó vẫn hiệu quả hơn. Đúng là một thành công nhỉ. Hơn thế nữa, vẫn còn cả một cấp độ khác của sự miễn nhiễm đối với thất bại mà chúng tôi gọi, đó là sự miễn nhiễm thất bại quy mô lớn. Cấp độ miễn nhiễm này tương đương với việc hiểu những điều chỉnh quy mô lớn trong tư duy thiết kế. Bạn đã sẵn sàng chưa? Việc thiết kế cuộc sống của bạn chính là bản chất cuộc sống, bởi lẽ cuộc sống là một quá trình, nào phải kết quả đâu, nào phải đâu kết quả. Nếu có được, xin lỗi, tôi thỉnh thoảng hay đọc nhịp. Nhiều lúc mắt nhìn nó hơi mờ mờ cho nên đọc nó cứ bị nó bị chữ nhòe đi. Đọc đến đoạn này bạn chờ tôi tí, tôi phải đeo kính lại. Đọc một lúc lâu lâu á là mắt nó hơi bị nhìn nhầm đi một chút. Đó, dừng lại để giao lưu với các bạn chút. Bạn đọc đến phần này thì hy vọng là bạn cũng kiên nhẫn đến một phần chút nữa thôi là cuốn sách này hết rồi. Cuốn sách này thì thực ra nó không phải là quá dài. Nó không phải là quá dài, đọc mấy tiếng là xong. Rồi, là mình đọc lại cái câu là: bạn đã sẵn sàng chưa? Việc thiết kế cuộc sống của bạn chính là bản chất cuộc sống, bởi lẽ cuộc sống là quá trình, nào phải đâu kết quả. Nếu có thể hiểu được điều đó, bạn đã bắt tay làm tất cả mọi điều chúng tôi muốn truyền tải. Niềm tin sai lệch, chúng ta đánh giá cuộc sống của mình qua thành quả. Tái định dạng nhận thức, cuộc sống là một hành trình, không phải địa điểm đến. Chúng tôi luôn trưởng thành thêm, chúng ta không ngừng thay đổi. Với mỗi thay đổi, chúng ta có thêm một thiết kế mới. Cuộc sống giống như một bản khiêu vũ, thiết kế cuộc sống thực ra chỉ là biên đạo, một chuỗi những động tác múa đẹp. Cuộc sống không ngừng lại và quá trình thiết kế cuộc sống cũng diễn ra không ngừng, miễn là bạn còn sống. Triết gia James Kaiser đã viết một quyển sách thú vị có tên là The Finis of Infinite Game. Trong đó ông khẳng định rằng gần như hơi buồn ngủ chút. Đọc nhiều quá bị díp mắt các bạn ạ. Cuộc sống như một bản khiêu vũ, thiết kế cuộc sống thực ra chỉ là một biên đạo những động tác nhảy múa đẹp. Câu này rất là hay ha. Tiếp theo ở đoạn dưới, triết gia, mình đọc lại cái câu từ triết gia James Kasi đã viết một cuốn sách thú vị có tên là Finite of Infinite Game.
Trong đó ông khẳng định rằng gần như mọi việc mình làm trong đời vừa là một trò chơi hữu hạn, trong đó chúng ta chơi theo luật để giành chiến thắng, vừa là một trò chơi vô tận, trong đó chúng ta chơi những luật lệ vì niềm vui đạt được thành tựu. Đạt điểm A môn toán, A môn hóa là một trò chơi hữu hạn, tìm hiểu về thế giới và cách chúng ta thích nghi với trò chơi đó là thơ vô hạn, giúp con trai mình tin tưởng rằng bạn yêu nó vô điều kiện là một trò chơi vô hạn. Cuộc sống này bao gồm cả hai trò chơi, không có loại nào tốt hơn loại nào, chẳng có trò hữu ích nào phát huy tác dụng nếu không có luật chơi, không có người thắng kẻ thua. Thế nhưng tình yêu là một trò chơi vô hạn, khi người chơi làm tốt hơn, nó sẽ tiếp diễn mãi để mọi người tham gia mà không cần phân định thắng thua. Điều này có liên quan gì đến việc thiết kế cuộc sống? Khi nhớ rằng mình đang chơi trò chơi vô hạn, bạn biết mình không thể nào thất bại. Bạn không chỉ thành thạo việc giảm thiểu thất bại mà còn thực sự miễn nhiễm với thất bại. Chắc chắn bạn phải trải nghiệm đau đớn, mất mát hoặc một số trở ngại nghiêm trọng khác. Nhưng chúng không thể khiến bạn trở nên yếu đuối. Bạn gọi đó là trải nghiệm hay thay vì thất bại và nhanh chóng đứng lên thay vì ngã quỵ. Cảm xúc và lý trí. Từ thuở xa xưa, con người đã luôn phải vật lộn để cân bằng giữa con tim cảm xúc phổ biến của các nền văn hóa phương Đông và khối óc lý trí phổ biến của các nền văn hóa phương Tây. Cảm xúc hay lý trí? Những nhà thiết kế cuộc sống cho rằng việc cố gắng phân biệt rạch ròi hai điều đó là một sai lầm. Chúng ta không bao giờ cố gắng quyết định, không bao giờ cố gắng giải quyết mọi vấn đề của cuộc đời này. Thay vào đó, chúng ta chỉ tập trung vào việc cải thiện bản thân và tiến về phía trước. Chúng tôi cho rằng đây là một góc nhìn tốt để hình dung về tiến trình cuộc sống. Khi thiết kế cuộc sống của mình, bạn bắt đầu từ chỗ mình là ai? Chương 1, 2, 3, rồi bạn đưa ra nhiều ý tưởng để thử nghiệm. Chương 4, 5, 6, sau đó bạn đưa ra lựa chọn tốt nhất, có thể chương 8. Khi thực hiện tất cả những việc này, bạn hiểu thêm về những khía cạnh khác trong tính cách, đặc điểm riêng của mình được nuôi dưỡng và khơi gợi bởi các trải nghiệm ấy. Bạn thành thật hơn với chính mình. Theo cách này, bạn đi qua một quá trình phát triển rất hiệu quả. Tiến triển một cách tự nhiên từ cảm xúc đến lý trí rồi sự chuyển hóa tất cả và cứ thế lặp lại. Tất cả giai đoạn này của cuộc sống, dù thành công tuyệt vời hay đớn đau thất vọng, sẽ giữ cho tiến trình này tiếp diễn. Với cách nhìn nhận và tư duy đúng đắn thông qua việc trải nghiệm của cuộc sống, bạn sẽ luôn thành công trong trò chơi vô hạn của việc khám phá và gắn kết với cuộc sống của mình với thế giới rộng lớn. Vậy nên bạn thấy đấy, liều vaccine miễn nhiễm với thất bại duy nhất này và hiệu quả nhất chính là nhận thức và tư duy đúng đắn trong cuộc sống. Niềm tin sai lệch, cuộc sống là trò chơi hữu hạn với kẻ người thắng người thua. Tái định dạng nhận thức, cuộc sống là một trò chơi vô hạn, mời gọi tất cả chúng ta cùng tham gia, không cần phân định kẻ thắng người thua. Có thể bạn đã nghĩ rằng điều này nói ra có vẻ hay đấy, nhưng trong thế giới thực thì mọi việc không đơn giản thế đâu. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng và cũng tận mắt chứng kiến trong đời thực rằng bạn có thể điều chỉnh mọi thất bại theo cách giúp chuyển hóa trở ngại thành cơ hội, có thể có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, thỏa mãn hơn. Đây không chỉ là sự điều chỉnh suy nghĩ mà còn là một công cụ thiết kế quan trọng trong việc thiết kế đời sống. Thất bại là một nguyên liệu thô của thành công. Tất cả chúng ta đều thất bại, tất cả chúng ta đều có điểm yếu, tất cả chúng ta đều có những nỗi đau lớn dần theo năm tháng, tất cả chúng ta đều có ít nhất một câu chuyện riêng của mình hay nhiều lần trong chúng ta thay đổi góc nhìn của mình để thấy rằng trong cái rủi có cái may, thất bại hóa ra lại là điều tốt đẹp nhất xảy ra đối với chúng ta. Một cuộc sống được nên thất bại một cách hoàn hảo không bao giờ khiến bạn ngạc nhiên hoặc thử thách bạn là cuộc sống nhàm chán một cách hoàn hảo chứ chứ một là một cuộc sống nhàm chán một cách hoàn hảo chứ không phải là cuộc sống được thiết kế hoàn hảo. Hãy trân trọng những tì vết, những điểm yếu, những thất bại và tất cả những gì đã xảy ra mà bạn không thể kiểm soát được. Tất cả chúng khiến cho cuộc đời của chúng ta trở nên đáng sống và đáng để bạn bỏ công thiết kế. Nếu bạn không tin thì hỏi Death mà xem. Thắng, bại rồi lại thắng. Death luôn muốn làm một cán bộ lớp nên cậu bé bắt đầu ứng cử rất sớm nhất có thể. Từ khi học lớp 5 và cậu đã thất bại vào năm đó, cậu tiếp tục ứng cử vào năm lớp 6 lại thất bại nhưng không từ bỏ. Cậu tiếp tục là ứng cử làm cán bộ lớp.
cho đến năm cuối trung học, cậu ứng cử để trở thành cán bộ trường và lại thất bại, đó là lần thứ 13 liên tiếp. Năm học của cấp, cậu lại quyết định ứng cử thêm một nữa và trở thành chủ tịch hội học sinh. Suốt trong học năm học ấy, bố mẹ rất buồn khi chứng kiến những thất bại chồng chất của cậu. Sau 4 hoặc 5 bận thất bại, họ thấy lo lắng mỗi khi cậu báo con sẽ ứng tuyển thêm lần nữa. Họ không muốn cậu thoái chí, nhưng trong lòng họ thầm mong cậu bỏ ý định để tránh tự làm tổn thương mình. Họ không thể chịu đựng được việc chứng kiến cậu phải trải qua những thất bại ấy. Nhưng Redder phiền lòng, chắc chắn cậu ấy không thích bị thất bại, nhưng không nản chí. Cậu biết rằng nếu kiên trì, cậu sẽ học hỏi được những điều từ thất bại của mình, để rồi một ngày cậu sẽ chiến thắng, hoặc ít ra thì cũng học hỏi thêm được điều gì. Trong tâm trí cậu, thất bại chỉ là một phần của quá trình. Thêm một lần thất bại chỉ khiến cảm giác thất bại trở nên ít đau đớn và cho phép cậu tiếp tục mạo hiểm để thử nghiệm xem phương pháp mới có hiệu quả hay không. Nó mang đến cho cậu lòng can đảm để thử sức trong nhiều lĩnh vực như thể thao, diễn xuất và đôi khi cũng làm nên chuyện. Mặc dù cậu thấy vui với những thành công của mình, nhưng thất bại cũng không ảnh hưởng đến tiêu cực đến cậu. Việc thất bại hết lần này đến lần khác mang đến cho cậu sự tự do về tâm trí để tập trung cho năng lượng của mình cho những cuộc vận động tranh cử. Mỗi khi ứng cử, cậu không bao giờ lo lắng về thất bại. Cuối cùng hóa ra lần này cậu lại giành chiến thắng và trở thành chủ tịch hội học sinh. Red vô cùng xúc động, không phải vì cuối cùng cậu chiến thắng, mà điều quan trọng hơn cả chính là cậu giữ vững lòng kiên trì. Đó hóa ra lại một bài học quan trọng hơn so với tưởng tượng của Red. Ở tuổi 20, đối với bất kỳ ai nhìn vào cậu từ bên ngoài, Ted cuối cùng đã giành chiến thắng trong cuộc đời. Cậu ấy là một hướng đạo sinh, chủ tịch học sinh, tiền vệ đội bóng của trường Ivy League. Khi Ted tốt nghiệp cử nhân kinh tế, cuộc đời cậu có vẻ thẳng tiến từ thành công này đến thành công khác. Cậu nhận được việc làm ở công ty hàng đầu. Trong vòng vài năm đầu, sự nghiệp của cậu ấy trở nên rất tốt. Công việc của Red đòi hỏi công việc phải đi công tác thường xuyên, và trong những chuyến đi đến miền Trung Tây, Red phát hiện ra khối u lạ trong ngay dưới cổ. Cậu đến phòng khám trong giờ nghỉ để kiểm tra xem đó là gì, và chỉ trước khi cậu lên máy bay trở về nhà hôm sau, vị bác sĩ đã gọi thông báo, đồng thời khẳng định nỗi buồn sợ tệ hại nhất của cậu, đó là cậu đã mắc bệnh u lympho Hodgkin, một dạng ung thư hạch bạch tuyến. Về đến nhà, cậu lập tức tiến hành hóa trị. Việc mắc ung thư ở tuổi 25 không nằm trong bản thiết kế cuộc sống của Red, nhưng bây giờ nó đã trở thành một phần của đời cậu. May thay, kinh nghiệm đương đầu với thất bại từ ngày bé cuối cùng đã phát huy hết công dụng. Rất nhanh chóng, Red đã có thể chấp nhận thực tại của mình và dồn hết năng lượng vào việc phục hồi sức khỏe. Thay vì ca thán, cậu không thể để mình mắc kẹt trong sự buồn rầu dằn vặt oán than, cậu tập trung chuẩn bị cho chiến dịch lớp tiếp theo trong đời, chiến dịch đánh bại ung thư. Trong năm kế tiếp, cậu đã không phát triển sự nghiệp tư vấn kinh tế theo kế hoạch đã định. Thay vào đó, cậu trải qua các cuộc phẫu thuật, xạ trị và hóa trị. Cậu cũng đã học được độ tuổi rất trẻ rằng cuộc sống này cũng thật là mông lung. Khi đợt điều trị hóa trị kết thúc và căn bệnh đã ở trong tầm kiểm soát, rất băn khoăn về việc mình lên tiếp theo làm gì tiếp theo. Thật ra cậu có một ý tưởng khá điên rồ. Đó là một mục nhỏ trong kế hoạch Odyssey, dành một năm để đi trượt tuyết. Vài năm trước, Red đã từ bỏ chuyện này vì nghĩ rằng một chàng trai trẻ đang trên đà gây dựng sự nghiệp thành công như cậu thì chẳng nên bỏ bất cứ điều gì để đi trượt tuyết làm gì. Tuy nhiên, tình thế đã khác. Rất vừa chiến thắng căn bệnh ung thư và mặc dù biết rằng có lẽ mình nên quay lại gây dựng sự nghiệp thì hơn, chỉ một năm nghỉ việc thôi cũng đủ để hủy hoại CV của cậu rồi, thì ý định sống thật với mình và bỏ lại tất cả để bắt đầu hành trình trượt tuyết vẫn luôn theo bám cậu. Vì vậy, Ted thực hiện vài trò chuyện thử nghiệm với một doanh nhân trước khi đưa ra quyết định. Cậu muốn biết những giám đốc tuyển dụng sẽ nghĩ gì về quyết định của cậu, liệu họ có xem cuộc phiêu lưu trượt tuyết đang trong giai đoạn ung thư điều trị ung thư của mình là minh chứng cho lòng dũng cảm, hay họ đánh giá đó là vô trách nhiệm. Điều quan trọng ở đây không phải là Red đã thành công trong
việc đánh bại ung thư mà cậu đã có thể tận hưởng sự miễn nhiễm đối với thất bại trong quá trình ấy. Điều đó cho phép cậu hướng nguồn năng lượng của mình vào việc học hỏi những điều giúp ích cho tương lai. Bằng cách biến khó khăn thành lợi thế, cậu đã có thể thiết kế một cuộc sống đẹp nhất có thể trước nghịch cảnh, xua đuổi cảm giác bối rối chán nản, ngừng việc tự hỏi tại sao những chuyện đó lại xảy ra với mình. Sự miễn nhiễm với thất bại mà cậu có được từ những năm tiểu học đã trở nên hữu ích trong rất nhiều năm sau đó. Vài năm sau, Dan quyết định theo đuổi công việc mơ ước của mình, làm việc tại doanh nghiệp nhận quyền thể thao chuyên nghiệp, đội bóng bầu dục quốc gia. Mặc dù không có người thân làm việc trong ngành đó, cậu đã gặp gỡ những nhân viên điều hành liên đoàn bóng đá dựa đầu dục bầu dục từ thời sinh viên, và cậu dần dần xây dựng được mạng lưới các mối quan hệ trong thế giới thể thao thông qua các trò chơi, các cuộc trò chuyện thử nghiệm. Vậy nên cậu quyết tâm tìm kiếm những công việc trong ngành này. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là bị khước từ, và vì chẳng ngại điều đó, cậu cứ thử hỏi xem sao. Kết quả không nằm ngoài sự mong đợi, liên đoàn bóng đầu dục chấp nhận đơn xin việc của cậu. Dad bèn buông bỏ nhanh chóng, tái định hướng nỗ lực của mình. Khoảng 1 năm sau, cuối cùng cậu cũng có được cơ hội đàm phán hợp đồng với cầu thủ ở đội bóng bầu dục quốc gia. Trước hàng tá ứng viên khác nhau, nhiều người trong số đó đã kinh nghiệm đi làm trong ngành. Cậu tiến được vào vòng chung kết chỉ còn 2 ứng viên nhưng rồi thất bại. Thật đau lòng, nhưng một lần nữa cậu đã nhanh chóng vượt qua và tái định hướng lại nỗ lực của mình vào một kế hoạch thay đổi khác để có thể nhận được công việc quản lý tài chính trong một công ty tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định làm việc cùng đội bóng chuyên nghiệp. Bất chấp việc bị khước từ, cậu vẫn tiếp tục thử nghiệm công việc. Cậu liên lạc với các nhân viên ở đội bóng, dành hàng trăm giờ xây dựng các mô hình phân tích thể thao thật sáng tạo, và cậu thỉnh thoảng đưa ra trình bày. Vậy mà cuối cùng cậu ấy được đội bóng thuê thật, với vị trí làm việc còn tốt hơn vị trí ban đầu cậu xin vào. Cậu làm việc ở trong đó khoảng 3 năm rồi quyết định rằng đội bóng chuyên nghiệp không thực sự là nơi cậu muốn làm, tức là cậu lại thất bại lần nữa. Vậy nên cậu chuyển sang ngành y tế, tự trấn an mình rằng nếu việc đó không hiệu quả thì việc tiếp theo sẽ hiệu quả thôi. Dad ở đây đã hoàn toàn miễn nhiễm với thất bại, cậu không được bảo bọc tránh khỏi những đớn đau cá nhân và mất mát vì thất bại, nhưng cậu không bị thất bại làm lạc lối. Cậu không bao giờ tin rằng mình là một người thất bại, hay thất bại là cách định nghĩa con người. Hay thất bại là cách định nghĩa con người đối với Red. Cách thất bại dạy cho cậu những bài học cũng hệt như cách thành công tác động đến cậu. Tất nhiên thành công thì vui vẻ, nhưng Red đã quyết định rằng mình sẽ chấp nhận bất cứ tình huống nào xảy ra đến với mình về phía trước, kể cả xảy ra đến để tiến về phía trước, kể cả đó là thất bại. Giờ đây khi nói về Red, tức là đề cập đến một chàng trai trẻ, phong độ, thành công về nhiều mặt trong cuộc sống. Cậu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và cậu con trai 3 tuổi hết sức đáng yêu. Hai vợ chồng vừa mua căn nhà đầu tiên. Hiện Red là nhà sáng lập của một doanh nghiệp. Tuy còn non trẻ nhưng kinh doanh rất thuận lợi trong lĩnh vực xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe. Chắc chắn Red đang tận hưởng mọi thành công của mình ở hiện tại, nhưng cậu không tự mãn về nó. Cậu gần đây thấy biết ơn trước những gì cuộc sống, dù tốt hay xấu, mang lại. Đối với Red, hạnh phúc bây giờ chủ yếu đến từ cách nhìn nhận đời sống của cậu chứ không phải mức độ thành công hiện tại, mà đó cũng chính là điều giúp Red thành công trong cuộc sống. Bài tập điều chỉnh thất bại. Thật dễ dàng để chúng ta mô tả mục tiêu cao cả của việc được sự miễn nhiễm đối với thất bại, nhưng thực sự đạt được mục tiêu đó là chuyện khác. Đây là một bài tập nhằm giúp bạn làm được điều đó, điều chỉnh thất bại. Thất bại là nguyên liệu thô của thành công, là việc điều chỉnh thất bại, là một quá trình biến đổi từ thứ nguyên liệu thô ấy thành sự cải thiện. Đây là một bài tập đơn giản gồm 3 bước. 1. Ghi lại những thất bại của bạn. 2. Phân loại những thất bại của bạn. 3. Xác định về bài học phát triển. Ghi chép những thất bại. Hãy ghi chép lại mỗi khi bạn làm hỏng công việc gì đó. Có thể là trong tuần qua, tháng qua, năm qua, hoặc là một danh sách tất cả những thất bại từ trước đến nay. Bất kỳ khung thời gian nào cũng sẽ hiệu quả. Nếu bạn muốn xây dựng thói quen chuyển bại thành thắng, chúng tôi đề nghị bạn làm việc 1 hoặc 2 lần mỗi tháng cho đến khi thiết lập được cách tư duy mới. Việc điều chỉnh thất bại là một thói quen lành mạnh giúp bạn tiến gần hơn với sự miễn nhiễm với thất bại. Phân loại với thất bại sẽ thật sự
là hữu ích nếu bạn phân loại được thất bại để có thể dễ dàng tìm kiếm được tiềm năng phát triển. Sơ suất là những lỗi nhỏ trong những việc bình thường mà bạn làm đúng, vì thường bạn vẫn làm đúng. Bạn không thật sự phải học hỏi điều gì ở đây, chỉ là lần tới hãy cẩn thận hơn thôi. Giải pháp tốt nhất ở đây là thừa nhận mắc lỗi, xin lỗi và tiếp tục tiến về phía trước. Điểm yếu là những thất bại xảy ra do những yếu kém kinh niên của bạn. Đây là những lỗi mà bạn mắc phải hết lần này đến lần khác. Bạn biết rõ nguyên nhân của những thất bại này, chúng là những người bạn cũ. Có thể bạn đã từng cố gắng sửa chữa chúng và cũng đã tiến bộ ở mức nhất định. Bạn cố gắng tránh những điểm yếu này nhưng chúng cứ xảy đến. Chúng tôi không đề nghị bạn đầu hàng sớm và chấp nhận thành tích xoảng xỉnh, nhưng chúng tôi tin rằng bạn có nhiều tiến bộ trong việc bạn cố gắng thay đổi điểm yếu của mình. Tất nhiên, đây là một đánh giá mang tính chủ quan, nhưng một số điểm vốn yếu là một phần của con người bạn. Chiến lược khôn ngoan nhất là tránh các tình huống chạm đến chúng thay vì cố cải thiện chúng. Cơ hội phát triển là những thất bại không nhất thiết phải xảy ra, hoặc chí ít cũng không cần phải xảy ra vào lần sau. Nguyên nhân của những thất bại này có thể xác định được và cũng là phương pháp để khắc phục. Vì vậy, chúng tôi muốn bạn hướng tới chú tâm vào đây, xác định tiềm năng phát triển. Liệu có phải bất kỳ thất bại nào thuộc nhóm cơ hội phát triển cũng mang đến tiềm năng tiến bộ thực sự không? Có gì ở đây để học hỏi, điều gì đã đi lệch hướng và gây ra sự thất bại? Hãy tìm kiếm ý tưởng về một phương pháp có thể thay đổi mọi việc, mọi thứ vào lần sau, ghi chép và áp dụng nó vào thực tiễn. Dưới đây là bảng phân loại của Dave. Mục thất bại, ví dụ như là mừng sinh nhật của Lisa muộn, thì sẽ đánh giá đó là sơ suất, điểm yếu, cơ hội phát triển và điều chỉnh thất bại. Thì cái phần thất bại của tác giả viết là thức đêm để hoàn thành báo cáo, khiến khách hàng nổi nóng qua cuộc điện thoại, trộm viếng nhà trong đợt phun thuốc khử trùng, vân Tiếp, vừa bỏ lỡ ngày sinh nhật của con gái, bé Lisa vốn không có khả năng ghi nhớ những việc đại loại như thế. Đây là một điểm yếu nên đã dùng lịch để nhắc nhở bản thân. Vậy nhưng một năm nọ anh sơ ý ghi nhầm lịch tuần lễ, nên mặc dù đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho con bé nhưng vẫn thất bại vì trễ 7 ngày so với sinh nhật Lisa. Tất cả là do sơ suất. Sau chuyện đó anh đã tự nhủ số sẽ không bao giờ xảy ra sai phạm đó nữa. Một chuyện tệ hại khác đã xảy ra trong đợt phun thuốc khử trùng khi Dave và vợ không về nhà trong suốt 3 ngày. Kết quả là kẻ gian lẻn vào nhà lấy hết đi những đồ giá trị. Anh đã làm sai việc gì? Không thuê bảo vệ riêng nhà trong 3 ngày ư? Nhưng đến cảnh sát cũng bảo rằng đây là trường hợp hiếm. Hầu hết các tên trộm sẽ không mạo hiểm sức khỏe của mình để phân trộm chiếc tivi nhà bạn. Tất cả bạn bè của Dave cũng đâu màng đến chuyện thuê bảo vệ khi phun thuốc khử trùng mà chẳng gặp chuyện gì. Có thể đây là một trường hợp sơ suất dẫn đến hậu quả nặng nề chăng? Có hôm Dave phải thức tận khuya để hoàn thành bản báo cáo ngân sách đúng hạn. Tuy là một người trì hoãn có tiếng, anh ấy đã học cách sống với thói xấu đó trong nhiều năm liền nên gần như chưa trễ hạn. Có điều anh phải thức trắng nhiều đêm. Có thể thấy thói trì hoãn là một điểm yếu của Dave. Một lần nọ khi Dave vừa đặt câu hỏi về dự án họ đang thực hiện thì vị khách ở đầu kia rất bất bình tĩnh bắt đầu lớn tiếng. Khi đó anh không biết rằng kỹ sư chính của dự án đó đã bỏ việc và mọi thứ đang rối cả lên. Còn câu hỏi mà đầu dài dòng của họ anh chỉ khiến vị khách phát nóng nổi nóng bởi anh đang gây lãng phí thời gian của cô ấy. Đây không phải là sai sót mà Dave thường mắc phải. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, anh nhận ra rằng sai lầm của mình là bàn thẳng vào việc chính mà không thăm dò cảm xúc của đối phương. Vì không có nhiều thời gian, Dave thường đề cập ngay đến chủ đề chính khi gọi điện. Anh cũng nhận ra rằng anh không bao giờ làm thế khi gặp khách hàng trực tiếp. Trong buổi gặp mặt, anh nhớ mở đầu bằng cách thăm hỏi mọi người trò chuyện với mình bằng cảm giác như thế nào, có tin tức gì mới không và xác nhận được các nội dung cần trước khi vào việc chính. Trên điện thoại nhằm tiết kiệm thời gian, anh đã bỏ qua giai đoạn đó và giờ thì gặp rắc rối. Bài học ở đây đã rõ, đó là hãy hỏi thăm nhau vài câu trước đã. Dù là trên điện thoại, việc đó chỉ mất vài giây, nhưng có thể tạo nên sự khác biệt to lớn. Thời gian Dave cần để phân tích về những thất bại ấy còn ngắn hơn thời gian dành ra để đọc về chúng. Điều này không khó thực hiện mà kết quả lại rất xứng đáng. Nếu Dave bỏ qua
cuộc điện thoại ấy và tự nhủ, trời ạ, à, cô ta bị gì ấy nhỉ? Thì anh ta đã chẳng học được bài gì và có nguy cơ mắc sai lầm thêm nữa. Mặt khác, nếu cứ nghĩ mãi về nguyên nhân dẫn đến vụ trộm tệ hại hay việc quên mất sinh nhật của con gái, thì anh sẽ giày vò bản thân vì những tình huống ấy một cách không cần thiết. Một ít nỗ lực điều chỉnh thất bại có thể giúp bạn tiến xa hơn trong việc tạo sự miễn nhiễm đối với thất bại của mình. Hãy thử xem sao. Đừng chống lại thực tế. Dù bạn đang có công việc ưng ý và một cuộc sống như mơ, thì vẫn có khả năng việc gì đó sẽ đến. Các nhà thiết kế biết rõ mọi việc có thể không diễn ra theo kế hoạch. Khi hiểu được mình là ai và chủ động thiết kế cuộc sống của mình, thì bạn không thể thất bại. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không va vấp hoặc một cuộc thử nghiệm nào đấy sẽ luôn có hiệu quả như mong đợi. Nhưng sự miễn nhiễm đối với thất bại đến từ việc biết rõ rằng một cuộc thử nghiệm không hiệu quả vẫn có thể mang đến cho bạn nhiều thông tin giá trị về hiện trạng thế giới. Đó là điểm khởi đầu mới của bạn. Khi những điều không may xảy ra, khi quá trình của bạn bị khựng lại, khi cuộc thử nghiệm thay đổi theo hướng không mong muốn, chính việc thiết kế cuộc sống sẽ cho phép bạn biến bất cứ thay đổi trở ngại nào thành một điều gì đó góp phần tạo nên con người mà bạn muốn trở thành, về mặt cá nhân lẫn công việc. Các nhà thiết kế cuộc sống không chống lại thực tế, họ được tăng cường sức mạnh một cách lạ thường bằng cách thiết kế con đường tiến lên phía trước bất chấp tất cả. Trong cuộc thiết kế cuộc sống không có sự lựa chọn sai lầm hay nối tiếc, hối tiếc, chỉ có những thử nghiệm, một số thành công, một số khác thất bại, một vài bài học tuyệt vời mà chúng ta có được đến từ những thử nghiệm thất bại, bởi sau đó chúng ta biết mình cần phải làm gì khác đi vào lần kế tiếp. Cuộc sống không phải là vấn đề thắng thua mà là để học hỏi, tham gia vào trò chơi vô hạn. Khi chúng ta tiếp cận cuộc sống với vai trò là một nhà thiết kế, chúng ta luôn hiếu kỳ, khám phá xem điều gì xảy ra tiếp theo. Câu hỏi duy nhất còn lại là câu hỏi mà tất cả chúng ta từng nghe một vài lần: bạn sẽ làm gì nếu biết rằng mình không thể thất bại? Thử nghiệm điều chỉnh thất bại, hãy sử dụng bảng câu hỏi tại từ trang web www.designjo.life, nhìn vào một tuần, một tháng, một năm đã qua để điểm lại những thất bại của mình, phân loại chúng theo cách nhóm sơ suất, điểm yếu hoặc cơ hội sắp phát triển, xác định những bài học để phát triển của mình, xây dựng thói quen để chuyển thất bại thành một thành sự phát triển bằng cách thực hiện quá trình trên một hoặc hai lần mỗi tháng. Thất bại, cột sơ suất, cột điểm yếu, cột cơ hội phát triển và điều chỉnh thất bại. 11. Chương 11. Tổ chức nhóm thiết kế. Phía sau mỗi bản thiết kế tuyệt vời là sự phối hợp tài tình của một nhóm thiết kế dự án, sản phẩm hoặc công trình, cũng như cách các nhà thiết kế tin tưởng vào sự hợp tác triệt để. Chúng ta thiết kế cuộc sống của mình trên tinh thần hợp tác và kết nối với người khác, vì chúng ta luôn mạnh hơn tôi, đơn giản là vì thế. Niềm tin sai nhật, sai lệch, tôi phải tự tay thiết kế cuộc sống của riêng mình. Tái định dạng nhận thức, bạn sống và thiết kế cuộc sống của mình dựa trên tinh thần hợp tác với người khác. Khi thiết kế cuộc sống của mình, bạn đang thực hiện hành động đồng sáng tạo. Khi sử dụng tư duy thiết kế, tâm thế bạn hoàn toàn không liên quan đến chuyện phát triển sự nghiệp hoặc lên kế hoạch chiến lược hay thậm chí là huấn luyện về cuộc sống. Điểm khác biệt chính yếu là vai trò cộng đồng. Nếu bạn là một kiến trúc sư độc lập, thì bạn nghĩ ra tất cả mọi thứ và bạn tự mình biến chúng thành hiện thực như một vị anh hùng. Tất cả đều xoay quanh bạn. Thiết kế cuộc sống xoay quanh cuộc đời bạn. Nhưng trong đó không chỉ có bạn, nó bao gồm tất cả chúng ta. Khi nói chúng ta không thể làm việc này một mình, không có nghĩa là chúng ta dừng tự tay thực hiện nó, mà nếu chỉ riêng chúng ta thôi vẫn chưa đủ, chúng ta cần người hỗ trợ. Thiết kế cuộc sống là một nỗ lực chung. Khi bạn đang trong quá trình từng bước một xây dựng cuộc sống phía trước của mình, thì quá trình ấy dựa trên sự đóng góp và tham dự của nhiều người. Những ý tưởng bạn đưa ra trong bản thiết kế cũng có ý nghĩa nhất đối với những người mà bạn gắn bó trong cuộc sống. Tất cả những người mà bạn gặp gỡ, gắn bó cùng trải nghiệm hoặc trò chuyện trong quá trình thiết kế cuộc sống đều thuộc về cộng đồng thiết kế của bạn. Một vài người quan trọng trở thành những cộng tác viên nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong việc thiết kế cuộc sống của bạn. Nhưng nhìn chung thì ai cũng có tầm quan trọng riêng.
Đúng vậy. Đó chính là tất cả mọi người. Đồng sáng tạo là một khía cạnh không thể thiếu, không thể thiếu của quan điểm thiết kế. Và nó lại lý do chính khiến tư duy thiết kế trở nên hiệu quả, thiết kế cuộc sống của bạn. Thiết kế cuộc sống của bạn không nằm bên trong bạn, nó nằm trong thế giới nơi bạn khám phá, đồng sáng tạo ra nó với những người khác. Những ý tưởng, khả năng, vai trò về cuộc đời không tồn tại ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ. Khi bạn đang đọc cuốn sách này, tất cả chúng đang chờ được phát minh và nguyên liệu thô để làm điều đó, tìm thấy được ở ngoài kia, trong trái tim, tâm trí, hành động của những người khác. Rất nhiều người trong số họ bạn vẫn chưa gặp. Một nguyên nhân lớn khiến nhiều phương pháp thiết kế cuộc sống thất bại là bởi vì chúng ta nhận thức sai lầm rằng bạn, chỉ riêng bạn biết được tất cả các câu trả lời. Chỉ bạn có những nguồn lực và biết rõ về những niềm đam mê giúp ta theo đuổi thành tựu. Bạn biết kiểu tư duy mà chúng ta đang nói đến ở đây. Kiểu tư duy cho rằng bạn nên có vài mục tiêu tốt và cố gắng đạt được chúng. Tôi cho rằng điều đó thật điên rồ. Hãy nghĩ đến Ellen, Jenny và Donna trong phần giới thiệu của chúng tôi. Họ có những mục tiêu, thậm chí Jenny và Donna còn đạt được rất nhiều mục tiêu trong của mình và trở nên thành đạt. Nhưng cả hai họ đều lạc lối. Mỗi ngày đều tự hỏi tại sao họ không hạnh phúc. Có những lựa chọn của mình không biết tiếp theo lên theo hướng nào, không biết cách thiết kế cuộc sống, không biết cách khiến cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Cả ba người đều cho rằng họ phải tự tìm câu trả lời. Họ không thể thiết kế cuộc sống của mình vì họ không sử dụng sức mạnh đội nhóm. Nếu bạn thấy mình đang đứng đơn độc trước gương, cố gắng giải quyết hoặc tìm ra hướng đi cho đời mình, không dám chuyển động trước, thì bạn biết rõ những câu trả lời thì có lẽ bạn phải chờ rất lâu đấy. Bạn rời mắt khỏi tấm gương và quan sát những người xung quanh. Nếu bạn đã và đang thực hiện những công việc và bài tập mà cuốn sách này gợi ý, bạn cũng sẽ được gắn kết với nhiều người, thậm chí là những người bạn chỉ gặp bạn người bạn chỉ vừa gặp. Các bạn chân thành kể cho nhau nghe và hoàn thiện và về hoàn cảnh hiện tại của mình, các giá trị, quan điểm làm việc mà quan điểm các bạn chân thành kể cho nhau nghe. Các giá trị, quan điểm làm việc và quan điểm sống của bản thân. Bạn đã xác định các nhóm và các cá nhân tham gia vào hoạt động, tạo nguồn năng lượng trong nhật tỷ ký cảm xúc. Rất có thể bạn có vài người hỗ trợ trong việc thảo luận về những kế hoạch policy của mình hoặc cung cấp thông tin qua cuộc phỏng vấn thiết kế cuộc sống của bạn. Có thể bạn không cho rằng những người này sẽ trở thành một phần trong nhóm của mình. Có thể bạn chỉ để họ hiện diện trong quá trình phỏng vấn hoặc thử nghiệm trong phương án của mình. Đó là một quan điểm đầy thiếu sót vì họ đều là thành viên trong nhóm thiết kế cuộc sống của bạn. Các vai trò trong nhóm thiết kế cuộc sống, mọi người tham gia và nỗ lực thiết kế cuộc sống của bạn theo cách này hay cách khác nên được xem là phần quan trọng trong nhóm. Có những vai trò khác nhau để đảm nhiệm và tất nhiên một số cá nhân nhất định có thể đóng nhiều vai trò một lúc. Người ủng hộ là những người quan tâm đến cuộc sống của bạn, gần gũi đến bạn, đến mức sự động viên của họ khích lệ bạn tiếp tục bước đi và nhận xét của họ thực sự hữu ích cho bạn. Hầu hết những người ủng hộ bạn là bạn bè, nhưng không phải ai cũng là bạn bè đều ủng hộ, và một số người ủng hộ thì không phải là bạn bè của bạn. Họ là những người bên bạn trong quá trình thiết kế cuộc sống, nhưng bạn không rủ họ đi chơi. Bạn có bao nhiêu người ủng hộ là tùy bạn. Cuộc sống và số lượng người thuộc nhóm này có thể trải dài từ 2 đến 50 người hay thậm chí hàng trăm người. Người tham gia, họ là thành viên năng động trong các dự án thiết kế cuộc sống của bạn, liên quan đến trực tiếp công việc, dự án thử nghiệm của bạn. Đây là những người bạn thực sự làm việc cùng họ. Họ chính là đồng nghiệp đúng nghĩa của bạn. Những người gần gũi bao gồm những thành viên trong gia đình, những người bạn thân thiết nhất. Đây là những người ảnh hưởng to lớn đến thiết kế cuộc sống của bạn, bất luận là họ hăng hái tham gia vào dự án thiết kế của bạn hay không. Chúng tôi khuyến khích bạn để cho những người gần gũi của mình biết về công trình thiết kế của bạn, cho dù họ không trực tiếp tham gia vào đó. Những người này một phần lớn trong đời họ, đừng để họ đứng ngoài cuộc. Việc chọn họ
vai trò nào trong quá trình hình thành tư tưởng, kế hoạch và thử nghiệm của bạn khá nan giải. Một số người thân thiết, một số người không thể giữ vững được tinh thần khách quan, tuy nhiên một số người trong số họ có thể trở thành người hỗ trợ tốt nhất mà bạn tìm được. Tất cả những gì chúng tôi muốn nhắn nhủ là bạn cần nhận ra tầm quan trọng của những người gần gũi, thử tìm hiểu vai trò của họ. Tránh để họ hoàn toàn đứng ra ngoài cuộc. Nhóm thiết kế, các thành viên trong nhóm thiết kế là những người chia sẻ với bạn về chi tiết dự án của thiết kế cuộc sống. Họ sẽ cùng bạn rà soát lại các dự án giữa những khoảng nghỉ. Những ứng viên tiềm năng cho nhóm thiết kế chính là những người bạn mời tham gia vào buổi thảo luận về ba bản thiết kế Odyssey của mình. Nhóm bạn đồng hành trong con đường thực hiện thiết kế cuộc sống không nhất thiết phải là những người thân cận nhất. Họ chỉ là những người sẵn lòng có mặt vì bạn, lắng nghe tận tình, giúp đỡ, giúp góp ý kiến cho bạn, tôn trọng và lưu tâm đến quá trình thiết kế cuộc sống của bạn. Nhưng trên hết, họ không phải là người đưa ra tất cả các góp ý và các câu trả lời cho bạn. Khi có ba trong một nhóm người, các bạn sẽ có cuộc trò chuyện thực sự để có đủ độ bao quát chiều sâu cần thiết. Điều này sẽ tiếp tục được cải thiện đến ngưỡng 6 thành viên, sau đó lại trên đà đi xuống. Khi vượt quá 6 thành viên, bởi không gian cần thiết cho mỗi thành viên sẽ bị hạn chế, bởi chúng ta lắng nghe từng người ít hơn và các vai trò bắt đầu được hình thành. Chẳng hạn như Anna sắm người thực tế đối đầu với Theo, người luôn bảo vệ các ý tưởng sáng tạo. Trong những nhóm thành công, việc người mắc kẹt trong vai trò của mình, khả năng thảo luận bị giới hạn. Hãy duy trì từ 3 đến 5 thành viên trong nhóm để cộng tác hiệu quả hơn. Các quy luật của nhóm thiết kế. Trước tiên, hãy giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Mục tiêu chính của nhóm là hỗ trợ quá trình thiết kế cuộc sống, không hơn không kém. Các thành viên trong nhóm phải là các bác sĩ, không phải là các bác sĩ hay các cố vấn tài chính, họ là những người đồng sáng tạo. Vai trò của họ rất là cần, chỉ là người tổ chức, đứng ra sắp xếp các buổi gặp gỡ và xác định những việc cần thực hiện, thường thì đó chính là bạn. Bằng cách đó, bạn có thể đảm bảo rằng cả nhóm đi theo đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể yêu cầu một thành viên khác làm người tổ chức hoặc luân chuyển vai trò giữa các thành viên với nhau. Việc đó không thực sự quan trọng, miễn sao có người chịu trách nhiệm. Và cuối cùng, người tổ chức không phải là lãnh đạo hay trọng tài. Bạn chỉ cần sắp xếp mọi người tham gia vào cuộc trò chuyện, đảm bảo rằng ai cũng được lắng nghe, không ai có ý tưởng hay đề nghị nào bị mất hút trong tiếng ồn, giúp nhóm đưa ra các quyết định tốt nhất khi mâu thuẫn xuất hiện. Điều này rất thường xảy ra. Thường thì chúng tôi chỉ tuân theo 4 quy định được áp dụng trong nhóm sinh viên Stanford, đó là đảm bảo có ý kiến được mang ra luôn. 1. Coi trọng. 2. Cẩn mật. 3. Hợp tác. 4. Đóng góp, mang tính xây dựng, không ngờ vực hoặc tỏ ra phán xét. Các nhà cố vấn đóng vai trò đặc biệt trong cộng đồng hoặc nhóm thiết kế. Công tác cố vấn trở nên khá phổ biến trong những năm gần đây. Sau đây là vài điều chúng tôi sẽ thấy giúp ích cho các học viên và khách hàng của mình. Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt giữa việc tư vấn và đưa ra lời khuyên. Tư vấn là giúp bạn nhận thức về những suy nghĩ của bạn. Đưa lời khuyên là nói những điều mà họ nghĩ. Có một cách đơn giản để nhận ra khi nào bạn cần nhận lời khuyên hay tư vấn, đó là khi ai đó bảo rằng nếu là anh tôi sẽ, bạn là bạn đang nhận được lời khuyên đấy. Khi ai đó nếu tôi là anh thì nếu tôi là anh, điều họ thực sự muốn nói là nếu anh là tôi, đó chính là bản chất của lời khuyên. Bảo rằng bạn nên làm việc mà người đưa ra lời khuyên sẽ làm nếu họ ở trong hoàn cảnh đó. Điều đó cũng hay nếu bạn vô tình giống hệt với những người đưa ra lời khuyên. Nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra. Bạn nên cẩn thận trong việc làm theo lời khuyên đó. Hãy cố gắng tìm ra những giá trị ưu tiên quan điểm của người đưa ra lời khuyên cũng như trải nghiệm của họ khiến họ tin chắc chắn vào lời khuyên của mình. Đúng như chúng tôi biết, một bác sĩ cấp cứu thường khuyên mọi người đừng bao giờ lái ô mô tô, nếu không anh sẽ trở thành người hiến tạng. Từ vị thế của người chứng kiến nhiều nạn nhân của tai nạn giao thông đến phòng cấp cứu, đa số tử vong về chấn thương họng sọ não, lời khuyên ấy của bà hết sức hợp lý và có thể hiểu được. Nhưng chúng tôi cũng biết một người nghệ sĩ ở bờ biển Đông, người là nguồn cảm hứng cho những kiệt tác tranh sơn dầu của ông đều đến từ những gì ông tự tận mắt chứng kiến những khi lái xe đi mô tô khắp đất nước.
Mỗi năm ông có thể đi đến hàng trăm nghìn km và đã lái mô tô như thế trong suốt 30 năm. Ông tin rằng cách tốt nhất để chiêm ngưỡng thế giới và gặp gỡ mọi người đó là ngồi trên yên xe mô tô. Cả hai người họ đều đúng. Chạy mô tô nguy hiểm hơn so với lái ô tô, nhưng mô tô cả quả là một phương tiện tuyệt vời để vi vu ngắm cảnh đồng quê và gặp gỡ mọi người. Cả hai nhận định trên đều đúng. Điều quan trọng và đây là lời khuyên tiếp theo liên quan đến bạn như thế nào. Những lời khuyên tốt đến từ những người có kiến thức chuyên môn vững vàng. Bạn sẽ muốn một chuyên gia đưa ra lời khuyên cho bạn về việc thay thế hoặc liệu họ có nên tiến hành phẫu thuật hay thực hiện vật lý trị liệu cho cái đầu gối tồi tệ hại của mình. Nhưng tiếc thay, không có chuyên gia nào cho cuộc sống của bạn. Nhiều người sẵn sàng cho bạn lời khuyên nhưng không ai kiểm định được đó có phải là lời khuyên hợp tình hợp lý hay không. Chuyện tư vấn thì hoàn toàn khác. Bạn có thể không bao giờ nắm bắt được chính suy nghĩ của mình, có thể không bao giờ hiểu hết được thấu đáo bản thân. Việc tìm ra ai có thể khiến bạn đạt được trạng thái thông suốt và bình tâm hơn là một điều tuyệt vời. Đây chính là khi các nhà cố vấn xuất sắc tỏa sáng. Mọi công tác cố vấn hợp pháp đều lấy việc tư vấn làm trọng tâm. Quá trình này bắt đầu với rất nhiều câu hỏi nhằm hỗ trợ cho việc hiểu chính xác về bạn, về những gì bạn trải qua. Những nhà tư vấn giỏi thường đưa ra một vài câu hỏi vài lần từ nhiều quan điểm khác nhau và đảm bảo việc thực sự hiểu vấn đề. Họ thường xuyên cố gắng tóm tắt và tái khẳng định một điều gì đó mà bạn đã nói. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Có thể thấy họ đang tập trung vào thứ không phải là bản thân. Có thể thấy họ đang tập trung vào bạn chứ không phải là vào bản thân họ. Giá trị của nhà cố vấn không nằm ở những điều họ biết mà nằm ở khả năng gợi mở tư duy và tính khách quan của họ, giúp nhìn vào thực tế bản thân. Các nhà tư vấn giỏi dành phần lớn thời gian của họ để lắng nghe rồi gợi ý những điều chỉnh khả dĩ cho hoàn cảnh của bạn, giúp bạn tìm kiếm các ý tưởng mới đồng thời đưa ra các ý nghĩ, giá trị. Đương nhiên, đây cũng là lời khuyên cho chúng tôi. Nhận thức sáng suốt. Chúng ta đã nói về nhận thức sáng suốt trong chương 9 khi bàn về việc quyết định tốt nhất bằng cách vận dụng hiểu biết đa chiều. Các nhà cố vấn có thể đóng góp tích cực vào quá trình tiến đến nhận thức sáng suốt của bạn khi phải đưa ra lựa chọn. Những quyết định quan trọng hiếm khi nào dễ dàng. Nhiều suy nghĩ hợp lại tạo nên sự hỗn loạn kinh khủng trong đầu bạn. Đó là thời điểm tuyệt vời để tìm đến nhà cố vấn. Người sẽ lắng nghe, giúp bạn loại bỏ những điều xâm chiếm nội tâm mình và hỗ trợ bạn sắp xếp theo từng loại. Những chuyện lớn, những chuyện nhỏ không và những thứ không liên quan, một nhà cố vấn tốt sẽ làm công việc này với sự cẩn trọng, mức độ cao. Đó là vì sắp xếp các vấn đề theo thứ tự ưu tiên đến và rất gần với việc chỉ ra cho ai đó một lựa chọn ưu ái. Một nhà cố vấn giỏi sẽ cố gắng không bảo bạn làm việc gì hoặc ít nhất là hết sức cẩn trọng về nguy cơ gây ảnh hưởng đến bạn. Họ có thể nói xem nào, tôi không thể bảo rằng lựa chọn đúng đắn ở đây vì nhận chức vị mới và chuyển đến Bắc Kinh trong năm tới. Nhưng tôi nhận thấy mỗi khi nói về điều đó thì anh trông có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Vì vậy có lẽ anh nên suy nghĩ về việc đó. Tôi không bảo anh đi Trung Quốc nhưng cho rằng điều ấy có rất đáng để anh lưu tâm. Tầm nhìn lâu dài và tầm nhìn cục bộ. Vài người trong chúng ta tìm được một nhà cố vấn thực sự quan tâm đến cuộc sống của họ và gắn bó với họ nhiều năm. Nhưng bên cạnh đó bạn có niềm tin vào những nhà cố vấn theo từng đề tài, làm cha mẹ, tài chính hay tâm linh. Một số nhà cố vấn thời vụ giúp bạn vượt qua quá trình thai nghén, giải quyết vai trò quản lý đầu tiên, chăm lo cha mẹ già yếu chuyển nhà vân vân. Việc thực hiện không có quy luật nào ở đây, hãy cứ tìm gặp những người có thể cố vấn cho bạn. Có thể bạn đang tự hỏi mình có tìm thấy tất cả những nhà cố vấn tuyệt vời này ở đâu. Chúng tôi thấy có nhiều người giàu kinh nghiệm sống sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ bạn, giúp đỡ người khác, nhưng đa phần họ không tự cho mình là nhà cố vấn hoặc có đủ kỹ năng để tiến hành trò chuyện tư vấn. Thật ra người này vẫn có năng lực cố vấn, họ chỉ là không có những chuyên gia cố vấn mà thôi. Tất nhiên, nếu bạn may mắn biết đến những nhà cố vấn bậc thầy, hãy ở bên họ.
Nhưng nếu không được như vậy, tất cả những gì bạn cần làm là trò chuyện với một người nào đó có năng lực cố vấn, hướng cuộc trò chuyện vào lĩnh vực mà bạn cần được hỗ trợ. Đặc biệt, hãy nhờ người đó dùng những hiểu biết kinh nghiệm của bạn để giúp bạn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Từ đội nhóm đến cộng đồng, nếu bạn giống như hầu hết những người mà chúng tôi đã kể, đã làm việc ở trên, bạn sẽ thấy thời gian dành cho nhóm thiết kế cuộc sống của mình thật thú vị và đầy sức sống. Sự hỗ trợ, sự chân thành lắng nghe mà chúng tôi hy vọng bạn trải nghiệm khi thực hiện điều này hỗ trợ rất nhiều cho việc hình thành các thói quen tốt, trở thành một phần của cộng đồng là cách sống thích hợp cho con người. Cộng đồng không chỉ là để chia sẻ nguồn lực hoặc thỉnh thoảng đi đâu đó cùng nhau, nó là môi trường để diễn ra quá trình đồng sáng tạo trong việc thiết kế cuộc sống. Cộng đồng thật tuyệt vời và chúng tôi đề nghị bạn duy trì sự gắn kết, phối hợp cùng nhau một cách liên tục, không chỉ khi có kế hoạch lớn hoặc khởi đầu những công việc mới mẻ. Việc luyện tập duy trì sẽ giúp bạn không ngừng phát triển và tận hưởng cuộc sống được thiết kế tốt của mình. Cộng đồng chính là một phần quan trọng trong đó. Vậy thì chính xác là ý chúng tôi là gì khi nói đến cộng đồng? Từ thuở xa xưa, người ta vẫn luôn góp mặt trong một cộng đồng nào đó. Có thể là trong nhà, đi nhà thờ. Có thể là trong nhà thờ, một gia đình đa thế hệ, quân đội, nhóm leo núi thể thao. Nhưng ngày nay hầu hết mọi người không có một cộng đồng để thuộc về. Để có thể tìm cho mình một cộng đồng phù hợp, bạn cần hướng về một nhóm cộng đồng có đặc điểm sau. Một, mục tiêu chung, các cộng đồng lành mạnh thường có chung một mục đích thống nhất, không chỉ tụ họp để bàn tán cho vui. Cộng đồng của Dave giúp đỡ, nhắc nhở nhau, trở thành những con người chính trực ở tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Cộng đồng của Bill hội tụ để hỗ trợ nhau trong việc trở thành những người cha tốt, những người đàn ông tích cực, những cộng đồng hoạt động hiệu quả có sứ mệnh rõ ràng, mang tính định hướng và thúc đẩy mọi người tiến lên phía trước. Cả cộng đồng của Dave, của Bill có thể cùng hoạt động nhiều, cũng có thể tham gia nhiều hoạt động khác với nhau, chẳng hạn như các hoạt động xã hội hay các sự kiện giải trí, nhưng luôn có một mục tiêu chung để gợi nhớ về lý do thực sự khiến họ trở thành một cộng đồng. Hai, thường xuyên gặp gỡ. Mọi người phải thường xuyên gặp gỡ nhau để duy trì những cuộc thảo luận, trong đó các thành viên có thể nắm bắt từ chỗ dang dở lần trước thay vì thực hiện tất cả lại từ đầu. Sự gặp mặt trở thành một hệ thông lệ trong cộng đồng. Họ không chỉ họp lại vì một mục đích nào đó như hoàn thành dự án hay đọc một cuốn sách cùng nhau, mà họ họp lại vì các thành viên tin rằng một cuộc sống nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng là một cuộc sống biết thiết kế tốt hơn, thế nên họ duy trì việc đó. 3. Nền tảng chung, bên cạnh việc có cùng mục đích, có một cùng một nền tảng rất là quan trọng. Trong nhóm thảo luận của Bill, hầu hết mọi người hy vọng trở thành người cha tốt. Họ cam kết nỗ lực hết mình, thậm chí sẵn lòng thử những điều mới mẻ và điên rồ, như yêu cầu ai đó giả chết, sau đó nói về những người đó như thể họ đang ở đám tang anh ta. Mỗi thành viên nghe được những lời này quyết định xem liệu anh ta có thích chính bản thân mình không, hay cần thay đổi điều gì không. Về lâu dài, nền tảng chung gắn kết mọi người lại với nhau, giữ cho mọi người các cuộc trò chuyện, giúp cộng đồng duy trì sinh hoạt động hiệu quả. 4. Tập trung vào khía cạnh con người. Một số nhóm tập trung vào nội dung hoạt động, một số nhóm lại tập trung vào con người. Chúng tôi đang nói đến những cộng đồng tập trung vào con người. Bạn có thể là thành viên của câu lạc bộ sách tuyệt vời, nơi mọi người cùng đọc và có những cuộc thảo luận sâu sắc để viết lách nghệ thuật, kể chuyện tình hình xã hội, xen kẽ vài bữa tiệc nếm rượu. Và tất cả thành viên đều yêu quý nhau thật tuyệt vời. Nhưng đó không phải là cộng đồng mà chúng tôi muốn nói đến. Đúng là những mục đích như thảo luận về sách, hay là đọc sách trở nên thú vị sâu sắc hơn, hay là thành viên gặp nhau thường xuyên vào thứ ba, nhưng họ không can dự vào cuộc sống của nhau và không cần hiểu về nhau để giữ cho một cộng đồng hoạt động tốt. Điều tạo nên một cộng đồng hiệu quả đó là không phải là chuyên môn của những người tham gia, mà nỗ lực của họ trong việc sống hài hòa với bản thân và thế giới một cách chân thành. Dù bạn chẳng có chút hứng thú gì với ngành nha khoa, thì việc ở gần một bác sĩ nha khoa chân thành, phấn đấu từng ngày vẫn mang tính khích lệ hơn so với việc ở một cộng đồng, những người có cùng sở thích hoặc khát vọng nghề nghiệp giống mình nhưng lại không nỗ lực gì cả. Hãy nghĩ đến những nhóm khác nhau mà bạn từng tham gia trong suốt thời gian qua. Bạn hẳn sẽ nhận ra những lần
mọi người nói về ý tưởng trong cuộc đời của họ và những lần mọi người thực sự nói về cuộc sống của họ. Đó là sự khác biệt giữa nhà bình luận và người tham gia. Chính những người tham gia vào cộng đồng mới là người làm bạn luôn tìm kiếm. Một trong những mục tiêu của chúng ta khi tôi viết cuốn sách này là giúp bạn tạo ra một cộng đồng như vậy. Hãy tìm kiếm những người sẵn lòng thực hiện hành trình này với bạn. Thiết kế cuộc sống là một chặng đường dài và nó sẽ đầy thú vị không mấy thú vị khi bạn phải đi một mình. Hiện tại chúng tôi biết rằng bạn luôn xem chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi luôn xem bạn như cộng sự và muốn bạn tham gia vào cộng đồng kết nối cuộc sống. Hãy ghé thăm trang web của chúng tôi là designjo.live, thử nghiệm tổ chức nhóm thiết kế cuộc sống. Một, lập danh sách từ 3 đến 5 người có thể trở thành thành viên trong nhóm. Hãy nghĩ đến những người ủng hộ, người thân, người cố vấn hoặc bất kỳ ai trở thành cố vấn của bạn. Càng tuyệt vời hơn nếu họ cũng đang trong giai đoạn thiết kế cuộc sống. Hai, hãy đảm bảo rằng mọi thành viên đều có quyển sách này trong tay để tham khảo về việc thiết kế cuộc sống, các vai trò cũng như quy luật của trong nhóm. Ba, sắp xếp gặp gỡ thường xuyên và chủ động đồng sáng tạo để thiết kế cuộc sống. Và cuối cùng là kết luận, bản thiết kế cuộc sống hoàn hảo. Một cuộc sống cân bằng và được thiết kế trông tốt, kế tốt trông như thế nào? Hãy tưởng tượng thời gian trong một ngày được chia đều một cách hoàn hảo. Một miếng đại diện cho công việc, một miếng đại diện cho vui chơi, một miếng đại diện cho gia đình, cho bạn bè và một miếng đại diện cho sức khỏe. Đa số trong chúng ta đều thấy mình cần thêm thời gian, bản thân mình cần nỗ lực nhiều hơn để giảm những lo lắng, trầm tư, nuối tiếc. Hiện có bao nhiêu giờ trong ngày bạn dành ra để tận hưởng một thú vui nào đấy, hoặc nâng cao công việc, hoặc nuôi dưỡng các mối quan hệ, hoặc chăm sóc sức khỏe bản thân? Một ngày của bạn diễn ra như thế nào? Hay để chúng tôi nói cho bạn nghe một bí mật nhỏ. Thật ra một ngày hoàn hảo không tồn tại trên đời đâu. Bạn không thể chia đều thời gian cho một ngày, cho mọi lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn có thể đạt được một đời sống cân bằng, nhưng điều đó diễn ra theo thời gian. Thiết kế cuộc sống là một quá trình lâu dài, không chỉ một ngày, hai ngày. Bill Gates, người giàu có nhất thế giới, không có khối tài sản khổng lồ ấy chỉ sau một ngày cố gắng cân bằng giữa công việc và tình yêu. Khi ông bắt đầu ra mắt sản phẩm Microsoft Windows năm 1985 và giới thiệu công ty đến công chúng năm 1986, không ai xem ông là nhà từ thiện. Trong suốt những năm 90, ông cũng không dành một vài ngày giờ để nuôi dưỡng các mối quan hệ hay chống lại các những cáo buộc chính phủ về việc lạm dụng sức mạnh độc quyền. Sự cân bằng là một niềm tin hoang đường và khiến nhiều người trong chúng ta khổ sở. Như đã nói ở phần trước, chúng ta không nên chống lại thực tế. Sống trong thực tế nghĩa là nhìn và chấp nhận vị trí hiện tại của mình. Chúng ta không muốn ai đó đứng lên trong tang lễ của mình và nói Dave có kỹ năng giao tiếp tốt, cả văn viết lẫn văn nói, hoặc Bill đã thực sự chứng minh được khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên của mình trong công việc. Cuộc sống này không chỉ xoay quanh công việc, tất cả chúng ta đều muốn hiện diện của mình một cách có ý nghĩa. Việc mình giúp được cho ai đó và làm công việc có ích cho ai đó. Tất cả chúng ta đều muốn sống một đời tràn ngập tình yêu thương, có mục tiêu, giàu ý nghĩa và thật vui vẻ. Niềm tin sai lệch, tôi đã hoàn tất bản thiết kế cuộc sống của mình, vậy là xong. Tái định dạng nhận thức, bạn không bao giờ hoàn tất được thiết kế cuộc sống của mình. Cuộc sống là một dự án thiết kế thú vị và không có hồi kết. Bạn sẽ không ngừng xây dựng cho mình con đường tiến về phía trước. Một số bạn đang đọc cuốn sách này để cải thiện cuộc sống vốn đã khá ổn. Một số khác thì đọc cuốn sách này để đang tìm sự thay đổi. Bạn có những kế hoạch quan trọng để thực hiện. Bạn có những lựa chọn phải đưa ra. Và một khi bạn làm được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ khác đi, khác biệt hẳn so với những gì nó từng là. Theo nghĩa đó, thiết kế mới của bạn sẽ được đưa vào sử dụng, thiết kế cũ sẽ bị loại bỏ và sự chuyển hướng đó thực sự là một vấn đề. Nhưng sau đó, hành trình thiết kế cuộc sống của bạn cũng không chấm dứt. Hãy cứ xây dựng con đường tiến về phía trước,
thiết kế không chỉ là một kỹ thuật xác định các vấn đề dự án, nó là một cách sống. Một trong những lý do khiến tư duy thiết kế trở nên hiệu quả trong các lớp thiết kế cuộc sống của những dự án tư vấn của chúng tôi đó là tính nhân văn. Năm 1963, tại Đại học Stanford bắt đầu giảng dạy bộ môn thiết kế, họ đã áp dụng phương pháp độc đáo, thiết kế lấy con người làm trọng tâm. Và thời điểm đó, đây là một thay đổi đáng chú ý, nhất là khi so sánh với phương pháp thiết kế truyền thống lấy kỹ năng nghệ thuật công nghệ làm trọng tâm. Ngay từ đầu, khoa thiết kế Stanford đã làm tốt nhiệm vụ của mình cho tính nhân văn, luôn đặt vị trí trọng tâm của mọi việc. Cuộc sống của bạn là một công trình mang tính nhân văn, việc áp dụng đúng phương pháp thiết kế lấy con người làm trọng tâm là hết sức quan trọng. Ngoài ra, trong cuộc sống chúng ta cũng chỉ cần tập trung trả lời câu hỏi làm thế nào để thiết kế cuộc sống của bạn, chứ không phải bạn nên sống cuộc sống nào hoặc cuộc sống nào thì tốt hơn. Bạn Tim của chúng tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư điện và làm ở thung lũng Silicon. Công việc đầu tiên của anh là một doanh nghiệp phát triển, nơi anh làm công việc thiết kế các vi mạch xử lý hàng đầu. Tuy nhiên, sau khi dự án thiết kế đầu tiên bị hủy, team đánh giá lại tất cả những đêm thức trắng và những ngày cuối tuần làm việc điên cuồng của mình, rồi kết luận rằng công việc không phải là trọng tâm cuộc sống. Anh xem trọng tình yêu hơn và hiểu rằng mình cần thay đổi. Team chuyển sang làm việc cho công ty lâu đời hơn, phấn đấu lên vị chức cấp cao và đảm nhận vai trò trong suốt 20 năm, trở thành bậc thầy về kỹ thuật cho công ty của mình. Đã không biết bao nhiêu lần anh từ chối lời đề nghị thăng chức cùng các khoản lực tiền lớn đi kèm. Tim nói tôi đã kiếm đủ tiền để chi trả hóa đơn, sắm sửa cho mình mọi thứ cần thiết. Trong trường hợp của anh, điều này nghĩa là chu cấp cho gia đình, đảm bảo được con, được hưởng nền giáo dục tuyệt vời, có một ngôi nhà đẹp ở Berkeley. Sau khi đã có tất cả những điều đó, cố làm thêm nhiều tiền để làm gì? Tôi thà có thêm nhiều thú vui và bạn bè, tiền bạc, chức vị chỉ tăng gánh nặng trách nhiệm chứ không tạo được động lực cho tôi. Mục đích của tôi đó là sống sung túc, hạnh phúc, không phải để cắm đầu làm việc. Bản thiết kế của team đã có hiệu quả và anh là một trong những người có đời sống cân bằng nhất mà chúng tôi biết. Anh là một người cha tuyệt vời, có nhiều bạn bè, chơi nhạc thường xuyên, có một trang blog riêng để về cocktail, ở đó giới thiệu những công thức cocktail do mình nghĩ ra. Anh còn học rất nhiều sách, bằng đánh giá sức khỏe, công việc, vui chơi, tình yêu của anh cho thấy kết quả tích cực đồng đều và đầy, và từ đây về sau anh chỉ cần lên kế hoạch duy trì nó trong chiến lược thiết kế và cuộc sống thành công của anh. Công việc hóa ra chỉ lại là việc là phần không là phần quan là không phải là phần quan trọng nhất. Những rào cản của cuộc sống, một điều chỉnh chúng tôi đưa ra để có thể gây cản trở những điều chưa được học thường khó khăn hơn những gì được học, nhưng chúng tôi cá là chẳng có gì trong những điều bạn được học, chẳng có gì trong số những điều bạn đã học hoặc không qua quyển sách này có quyền năng biến bạn thành một người khác. Bất luận nó gây khó khăn hay mang tính khai sáng, chúng tôi chỉ tin rằng bạn sẽ tiến gần hơn đến chính mình mà thôi. Đây là điều một bản thiết kế tốt làm được, và giải phóng những điều tốt đẹp vốn dĩ luôn ở đó chờ đợi được khám phá và phát huy. Sự hình thành phương pháp thiết kế của chúng tôi là một quá trình mang tính nhân văn. Nó hiển nhiên đem lại không chỉ phương pháp nhìn nhận vấn đề cuộc sống mà còn là thách thức để sống cuộc đời đó nữa. Điều này dẫn chúng ta quay lại năm cách tư duy: một, hiếu kỳ; hai, thiên hướng hành động; ba, tái định dạng nhận thức; bốn, nhận thức đúng đắn; năm, cộng tác thiết yếu. Trong đó tính hiếu kỳ tức là tính hiếu kỳ, thiên hướng hành động tức là thử nghiệm điều mới mẻ, tái định dạng nhận thức tức là điều chỉnh vấn đề, nhận thức đúng đắn đó là hiểu rằng cuộc sống là tiến trình, cộng tác thiết yếu tức là yêu cầu giúp đỡ, hợp tác triệt để. Chúng tôi đã nhắc nhở bạn về lối tư duy này xuyên suốt quyển sách, khi lần lượt đi qua các ý tưởng và công cụ có thể sử dụng trong cuốn quá trình thiết kế cuộc sống. Bạn có thể áp dụng những lối tư duy này bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Có rất nhiều cơ hội để bạn có thể sống với sự tò mò, tỉnh thức và thử nghiệm mọi thứ. Chúng tôi đã thực hiện một bài tập trong các lớp thiết kế cuộc sống. Qua đó, học viên xác định được điểm dự án
điểm trong dự án thiết kế cuộc sống khiến họ mắc kẹt, dậm chân tại chỗ. Sau đó chúng tôi yêu cầu họ tưởng tượng trong vòng 4 phút về vấn đề đó. Cuối cùng, hai học viên khác có thể áp dụng bất cứ lối tư duy nào vào trong cách giải quyết vấn đề khỏi bế tắc. Dưới đây là một số những lời nhắc nhở đối với kiểu tư duy, mỗi cửa tư duy. Trở nên hiếu kỳ, mọi việc đều có điểm riêng của nó. Sự hiếu kỳ chính là chìa khóa dẫn đến một cuộc sống được thiết kế tốt. Một người quan tâm đến vấn đề này muốn biết điều gì, mọi việc diễn ra ra sao, tại sao họ làm như vậy, các chuyên gia trong lĩnh vực này tranh cãi về việc gì và tại sao, đâu là những việc thú vị nhất đang diễn ra ở đây, tôi đã bỏ lỡ điều gì đang diễn ra ở đây, làm thế nào tôi có thể phát hiện ra điều đó. Hãy thử nghiệm thiên hướng hành động sẽ giúp bạn không bị mắc kẹt, không còn lo lắng để tập trung phân tích, suy nghĩ, giải quyết rắc rối cho cuộc sống mang lại. Hãy cứ tiến lên phía trước. Chúng ta làm thử việc này thế nào? Chúng ta muốn biết nhiều hơn về chuyện gì? Tôi có thể làm được gì để trả lời vấn đề đó? Những việc tôi có thể giải quyết ngay bằng hành động và thông qua đó chúng ta học hỏi được điều gì? Điều chỉnh nhận thức. Điều chỉnh nhận thức là thay đổi góc nhìn, cách suy nghĩ gần như bất cứ vấn đề nào, thiết kế nào cũng có thể được cải thiện với việc tái định dạng nhận thức, thay đổi góc nhìn. Tôi đang nhìn từ góc độ nào, những người khác nghĩ sao về điều này, đây có thể là cơ hội hay là vấn đề, liệu vấn đề này có khác sau một hoặc nhiều năm nữa không. Hiểu rằng cuộc sống là một tiến trình, nhận thức về tiến trình cuộc sống sẽ giúp bạn không thất vọng hay lạc lối và ngăn bạn vấp ngã bỏ cuộc. Tất cả những chuyện trong tương lai mà bạn có thể tưởng tượng ra được là gì, bạn có đang tiến về phía trước hay không, bạn đang dậm chân tại chỗ hay thậm chí thụt lùi, đâu là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, khả năng nó xảy ra cao không, và nếu có thực sự là gì thì bạn làm gì, đâu là điều tốt đẹp có thể xảy ra, bạn có biết phải làm gì tiếp theo hay không. Yêu cầu giúp đỡ, bạn không đơn độc trong quá trình này, hãy tìm người bạn hỗ trợ bạn để chia sẻ những gì bạn đang thực hiện. Hãy thử thành lập nhóm thiết kế cuộc sống hay tạo ra cộng đồng những người có chung mục tiêu xây dựng đời sống tốt đẹp hơn. Bạn có thể tìm đến nhà cố vấn hoặc nếu muốn bạn có thể gọi cho mẹ mình, chắc là mẹ rất vui. Chỉ hai việc nữa thôi, ngoài năm lối tư duy trên có hai việc nữa mà bạn cần phải chú tâm đến, đó là chiếc la bàn và những bài luyện tập. Chiếc la bàn kết hợp với quan điểm làm việc và quan điểm sống giúp bạn định hướng cho công việc thiết kế cuộc sống, cho thấy liệu bạn có phù hợp với các giá trị cá nhân, liệu suy nghĩ, niềm tin và hành động của bạn có hài hòa với nhau hay không. Khi chúng tôi trò chuyện với các học viên của mình 2, 3 năm hay nhiều năm sau khi tốt nghiệp ra trường, họ bảo rằng la bàn là một trong những công cụ mà họ sử dụng liên tục, tốt nhất để đánh giá về những vấn đề trong cuộc sống và liên hệ chúng với bản thân của mình. Hãy xem lại la bàn của mình mỗi khi, ít nhất mỗi năm một lần và hiệu chỉnh nó. Việc này giúp bạn duy trì một năng lượng sáng tạo để thiết kế cuộc sống giàu ý nghĩa. Trong cuộc sống của mình, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng việc thực hiện các bài tập nhỏ như yoga, thiền định, làm thơ chính là những việc mang lại nhiều sức sống nhất, đặc biệt là trong xã hội hiện tại. Tin tốt lành là chỉ một nỗ lực nhỏ cũng có thể mang đến kết quả to lớn bằng việc giáo dục cảm xúc và bồi dưỡng nhận thức sáng suốt của mình thông qua những bài tập đó. Bạn sẽ đạt được những lợi ích bao gồm như ban mỗi như lớn lao bao gồm gần như mỗi ngày. Bill thường bắt đầu buổi sáng bằng việc thiền định. Anh ghi lại nhật ký: tôi đang sống tốt nhất có thể, mọi việc tôi làm hôm nay do chính tôi lựa chọn. Anh cũng dành ra khoảng thời gian dài để vẽ, vừa bồi dưỡng óc sáng tạo, vừa nhằm mục đích giải trí đơn thuần. Mỗi tuần Bill sẽ ít nấu nấu ít nhất một bữa ăn thịnh soạn hoặc sáng tạo ra những món mới ngon để chia sẻ cho mọi người. Còn Deb thì dành ra 20 phút mỗi ngày để thiền và đọc thơ, mỗi tuần một lần, cố gắng cảm nhận chất thơ hay vì chỉ đọc nó trong đầu một cách đơn thuần. Anh đi bộ trên đồi khoảng 6,5 km mỗi tuần cùng vợ Claudia và những chú chó để sống chậm và gần gũi thiên nhiên. Trên đây là một số việc chúng tôi thường làm, hy vọng bạn cũng sẽ thử nghiệm để tìm xem đâu là hoạt động bạn yêu thích nhằm thiết kế cuộc đời tốt nhất của bạn. Mọi chuyện diễn biến thế ra sao? Ở phần đầu chúng tôi đã giới thiệu bạn về Ellen, người mê những hòn đá. Jenny, nữ luật sư luôn cảm thấy mình bế tắc. Donna, một viên chức không hiểu nổi mình. Vậy qua thiết kế cuộc sống, họ đã thay đổi như thế nào? Ellen không muốn trở thành nhà địa chất, nhưng cũng biết rằng mình yêu thích một sản phẩm những gì được học ngoài trường.
đặc biệt phương pháp sắp xếp và lập danh mục. Ngoài ra cô vẫn thích những hòn đá, đặc biệt là những viên đá tinh xảo được dùng làm trang sức. Vì vậy cô quyết định tiến hành buổi phỏng vấn thiết kế cuộc sống. Cô khám phá ra rằng công việc điều hành dự án thường đòi hỏi nhiều khả năng tổ chức quản lý. Nhân sự tất cả đều có vẻ hợp với cô. Sau vài buổi phỏng vấn, cô dùng mạng lưới các mối quan hệ của mình để khởi động các cuộc thử nghiệm. Kết quả là trong số nhiều lựa chọn công việc, cô chọn trở thành nhà đấu giá, trang sức trực tuyến. Tình yêu của cô với những hòn đá và tiềm năng thiên bẩm về công việc tổ chức công việc của cô phát triển trong sự nghiệp. 2 năm sau, cô đã trở thành người quản lý một bộ phận account của công ty chuyên đấu giá các sản phẩm thời gian cao cấp. Jenny tạo được cho mình chiếc la bàn thực hiện bài tập giúp khám phá bản thân. Cô nhận thấy nghề báo hữu ích cho cộng đồng, vừa khơi gợi hứng thú bởi cô có khả năng viết lách. Sau một thời gian thử nghiệm, cô và chồng quyết định rằng đã đến lúc nghiêm túc theo đuổi nó và theo đuổi nó. Và sau thời gian thử nghiệm, xin lỗi, thế nên cô đã theo học ngành thạc sĩ văn thơ, văn chương, và giờ đây bắt đầu công việc sống, bắt đầu cuộc sống mới ổn định với vai trò diễn giả và nhà thơ. Donna dùng lối tư duy thiết kế hiếu kỳ để điều chỉnh phàn nàn từ ông: vì sao tôi lại làm công việc này, thành vì sao công ty tôi có thể khiến tôi ở lại làm việc lâu thế. Ông mang theo câu hỏi đó đến rất nhiều cuộc phỏng vấn thiết kế cuộc sống với đồng nghiệp của mình, tìm kiếm những người thực sự chân thành, những người thực sự tận hưởng cuộc sống của mình để nghe họ chia sẻ. Khi ông kết hợp với nhiều thu thập từ các buổi phỏng vấn với những người được ghi trong nhật ký cảm xúc của mình, Donna khám phá rằng không phải mình ông đang ở sai chỗ mà chỉ đang ở trong một trạng thái tâm lý không ổn định mà thôi. Sau khi nhận ra điều đó, ông đã tái nhận thức và nghĩ khác đi, không cần phải thay đổi điều gì về hoàn cảnh của mình. Việc điều chỉnh mục tiêu hoàn thành công việc sang yêu thích công việc là một quá trình chuyển đổi. Không ai trong số Ellen, Jenny hay Donna hay Clara, Alice, Kurt chung sử dụng tất cả các công cụ trong, nhưng tất cả các chương trình đều thách thức không để mình bị mắc kẹt và xây dựng con đường tiến về phía trước. Chúng tôi biết rằng vì họ đã gặp và được trở thành một phần nào đó trong cuộc đời họ. Khi viết cuốn sách này, mỗi người chúng tôi đều áp dụng các ý tưởng và công cụ được giới thiệu vào công việc hàng ngày, đồng thời thử nghiệm những bài tập cách tư duy mới trong cuộc sống được thiết kế tốt. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập vào trang designjoy.li để có danh sách hoàn chỉnh những bài tập thực hành và thử nghiệm. Cuộc sống không ngừng tiến bộ, xin lỗi, cuộc sống không ngừng tiến triển. Với mỗi người trên cuộc hành trình, chúng ta liên tục biết ơn, không ngừng tò mò xem liệu cuộc sống có được thiết kế hiệu quả của chúng ta trông giống thế nào. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi đã chia sẻ với bạn những câu chuyện ở những đồng nghiệp cũng như học viên cộng tác của mình. Mặc dù không phải ai cũng đang sống một đời như mơ, chúng tôi có thể tự tin nói rằng bất kỳ ai đã ứng dụng một số, nếu không phải tất cả các công cụ và ý tưởng của chúng tôi đưa ra đều đạt được những tiến bộ mà họ chưa từng trải nghiệm trước đây. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi được hợp tác lâu dài với cùng hàng nghìn học viên như những khách hàng, những người đã dấn thân vào hành trình thiết kế cuộc sống cùng chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất mong chờ bạn được hợp tác với bạn. Thiết kế cuộc sống là một quá trình biến đổi từ cách bạn nhìn nhận cuộc sống của mình. Kết quả cuối cùng của một cuộc sống được thiết kế tốt chính là một cuộc sống được trải nghiệm trọn vẹn. Chúng ta còn mong gì hơn thế? Và tôi vừa đọc xong cuốn sách, nó khá là dài, có tên là Thiết kế cuộc đời đáng sống. Và cuốn sách này là dài 295 trang, khá là hay. Và nếu có thể thì bạn hãy đi ra ngoài để mua cuốn sách này nhé. Và khi bạn đọc sách này thấy hay thì có thể chia sẻ những cái cảm nhận của bạn, hay thậm chí là comment vào cái đường link sách nói được của tôi. Và hãy chia sẻ đến những người bạn của mình, những người đang rất là loay hoay, không biết cuộc sống công việc của mình ra sao, đang muốn tìm công việc hay là sống một cuộc đời thật là vui vẻ, ý nghĩa. Nếu mà bạn thấy những người như vậy mà họ cần phải tư vấn hoặc huấn luyện nghề nghiệp ấy, thì hãy giới thiệu cho tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cuốn sách lần sau.